Các bạn đang nghe truyện chàng rễ mạnh nhất lịch sử trên kênh TV Audio CV. Chương 899, Bảo Trương Vài giờ sau, một con thuyền lớn xuất hiện ở ngoài khơi, cách thành nộ triều 50 dặm về phía tây. Thẩm lãng và liêm thân vương đang lặng lặng chờ đợi sứ giả mang chiếc rương kia đến. Nửa canh giờ sau, một con tuyết điêu từ trên trời lao xuống, đậu trên bông tàu, một võ giả mặt giáp thượng cổ bước xuống, tay cầm một chiếc rương đây chính là chiếc rương bảo bối đó sao trong nó rất bình thường chỉ là có kích thước khá lớn khoảng một thước vuông không hề hào nhoáng hay bí ẩn như trong tưởng tượng chỉ là một chiếc rương bằng đá bình thường nhưng ngay cả viêm kinh cũng không dám mở nó ra lại sẵn sàng trả một cái giá lớn như vậy để giao dịch với thẩm lãng vậy bên trong nó chứa bảo vật gì thẩm lãng mời liêm thân vương nói chiếc rương này có vỏ ngoài rất đặc biệt đau thương không thể xuyên thủng chúng tôi đã thử dùng plasma nhưng vẫn không thể mở được tất nhiên chúng tôi có thể phá hủy nó nhưng như vậy sẽ kích hoạt chế độ tự hủy của nó chúng tôi đã thử vô số lần huy động hàng trăm đại học sĩ nhưng vẫn không thể mở được bây giờ mọi hy vọng đều dành cho ngươi thẩm lãng nói vậy nếu ta không mở được thì sao sức người có hạn mà đúng không liêm thân vương nói nếu ngươi không mở được đồng nghĩa với việc chúng tôi đã phóng ra hai cây lông chi hối theo yêu cầu của ngươi nhưng lại không nhận được bất kỳ lợi ích nào, vì vậy chúng tôi sẽ phải trả thù. Liêm Thân Vương không nói rõ sẽ trả thù như thế nào. Nhưng rất có thể bọn họ sẽ cho một cây long chi hối rơi xuống kinh thành của một trong ba nước Ngô, Sở, Việt, rồi tuyên bố rằng đó là hành động trả thù của doanh nghiệp, không liên quan gì đến Đại Viêm. Tuy nhiên, có những lời đe dọa nói ra chỉ khiến mọi chuyện thêm xấu đi mà thôi. Liêm Thân Vương nói, vì vậy ta tin rằng ngươi nhất định sẽ mở được nó. Thẩm lãng bước đến trước chiếc trương, dùng tia ít quang quét qua, nhưng không thấy gì cả. Vỏ ngoài của chiếc trương này rất đặc biệt, tia ít quang không thể xuyên qua. Sau đó, hắn cẩn thận quan sát bề mặt của chiếc trương, nó được mở bằng cách nào? Cần phải dùng huyết thống đặc biệt của hắn sao? Hay là dùng chiếc nhẫn của hắn? Hay là dùng trí tuệ của hắn? Chỉ cần liếc mắt, Thẩm lãng đã loại trừ hai khả năng đầu tiên. Trên thế giới này. Khương gia và Cơ gia là hai dòng họ có huyết thống cao quý nhất. Thẩm Lãng có thể sử dụng Long chi hối, Đại Viêm cũng có thể sử dụng, điều này chứng tỏ Đại Viêm cũng có quyền hạn huyết thống rất cao. Mà chiếc trương này cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào để dùng chiếc nhẫn. Đây là một chiếc trương có mật mã thượng cổ, nhưng không ai biết mật mã bao nhiêu số. Cụ thể là như thế này, dòng đầu tiên có một dãy số trống, góc phải bên trên có số 3 dòng thứ hai cũng tương tự như vậy, dòng thứ ba cũng vậy. Dòng cuối cùng không có dãy số nào, chỉ có một con số, 33. Đây là một bài toán siêu khó. X3 cộng Y3 cộng Z3 bằng 33. Làm thế nào để biểu diễn số 33 bằng tổng lập phương của ba số, chẳng trách mà hàng trăm đại học sĩ của Viêm Kinh đã mất hơn 10 năm mà vẫn không giải được. Bài toán này trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế lại cần phải tính toán hàng triệu tỷ lần. Các nhà toán học hiện đại đã phải mất hàng chục năm, với sự trợ giúp của máy tính mới giải được bài toán này. Ở thế giới này, bài toán này gần như là bất khả thi, hoàn toàn không thể dựa vào may rủi, theo cách tính toán thông thường, dù có 100 đại học sĩ dùng 100 năm cũng không thể giải được. Vì vậy, chiếc trương này có một mật mã siêu khó, tổng cộng có 48 số. Nếu như thử từng số một, dù mỗi giây thử một lần, thì một vạn năm cũng không thể giải được dù dùng siêu máy tính của thẩm lãng cũng phải mất một khoảng thời gian dài nhưng trùng hợp thay thẩm lãng lại biết đáp án cũng không thể nói là trùng hợp bởi vì bài toán này rất nổi tiếng ở trái đất hiện đại thẩm lãng đã từng thấy nhiều lần nó còn được lưu trữ trong siêu máy tính của hắn sau khi suy nghĩ một lát thẩm lãng nói cho ta bút tên võ giả bí ẩn kia lập tức đưa cho hắn một cây bút đặc biệt thẩm lãng viết ba dãy số lên ô trống tám

chiếc rương này quan trọng với viêm tinh đến thế sao, hắn càng thêm tò mò, bên trong nó rốt cuộc là thứ gì, mọi người đều lặng lẽ chờ đợi, không biết mật mã của thẩm lãng có đúng hay không. Hàng trăm vị đại học sĩ, mất hơn 10 năm cũng không mở được, mà thẩm lãng vừa mới dùng bao lâu. Chỉ có vài giây mà thôi, nếu như mở được, đây thực sự là một phép màu kinh người. Thậm chí khiến cho người ta muốn mổ đầu thẩm lãng ra, xem bên trong nó có cấu tạo như thế nào. Cạch, chỉ một giây sau chiếc rương kia bỗng phát ra một âm thanh, vốn dĩ nó không có bất kỳ khe hở nào, thậm chí không biết nắp ở đâu. Nhưng lúc này, nó bỗng xuất hiện một khe hở, đồng nghĩa với việc có thể mở ra được. Cùng lúc đó, cơ thể của thẩm lãng hơi rung lên, nói chính xác là trang bị long hạch tâm của hắn rung lên. Thẩm lãng nói, liêm thân vương, ông có thể thỏa mãn sự tò mò của ta được không? Cho ta nhìn thứ bên trong đó một cái thôi, chỉ nhìn một cái. Liêm thân vương cười nói, Ngươi không định cướp sao? Thẩm lãng nói, ông đùa sao? Liêm thân vương nói, rất tiếc, ta cũng muốn thỏa mãn sự tò mò của ngươi, thực ra ta còn tò mò hơn cả ngươi, nhưng ta không có quyền hạn đó, ngay cả ta còn không được xem, chứ đừng nói là cho người khác xem. Sau đó tên võ giả kia lập tức ôm chiếc trương rời đi. Liêm thân vương nói, thẩm lãng, nếu ngươi không định cướp, thì chúng tôi xin phép đi trước. Thẩm lãng liếc nhìn xung quanh, cựu yêu nhi đang ở đó, cùng hơn 10 cường giả cấp tông sư khác, còn đối phương chỉ có tên võ giả bí ẩn kia và liêm thân vương. Nếu như cướp, bọn họ gần như chắc chắn sẽ thành công. Nhưng thẩm lãng chỉ suy nghĩ trong một giây, rồi bỏ qua ý nghĩ này. Tạm biệt, liêm thân vương. Thẩm lãng nói, tạm biệt, vị tiểu thư này. Tên võ giả bí ẩn của đại viêm không phản ứng gì, trực tiếp ôm chiếc trương, cưỡi tuyết điêu bay lên trời. Cùng lúc đó, trên cao vài vạn mét phía trên thành nộ triều, có một vật thể đang lượn lờ, nó bay rất cao, ẩn mình trong những đám mây, không thể nhìn thấy. Nhưng chỉ cần dưới mặt đất có bất kỳ biến cố nào, sẽ có một cây long chi hối từ trên trời rơi xuống. Thậm chí không chỉ có long chi hối, mà còn có vô số cường giả sử dụng trang bị thượng cổ sẽ từ trên trời giáng xuống. Liêm thân vương cưỡi một con tuyết điêu khác, nhưng không bay đi ngay. Thẩm lãng, hợp tác vui vẻ thẩm lãng hỏi liêm thân vương ông còn chuyện gì muốn bàn bạc với ta sao liêm thân vương cười nói không cần phải nói gì thêm nữa thẩm lãng ngươi là người thông minh không cần phải nói ra lời nào thẩm lãng nói vậy tạm biệt tạm biệt liêm thân vương nói sau đó cử tuyết điêu bay về phía bắc cùng lúc đó vật thể trên cao vài vạn mét kia cũng bay đi thẩm lãng vẫn ngước nhìn lên bầu trời không nói lời nào hắn bỗng thốt lên một câu, gánh nặng đường xa. Lần này đại viêm đã cho hắn thấy một phần nhỏ sức mạnh, nhưng nó cũng đủ khiến người ta phải kinh hãi. Heo la hỏi, rốt cuộc bên trong có thứ gì? Mà khiến đại viêm phải trả một cái giá lớn như vậy để mở ra, thẩm lãng lắc đầu, khi chiếc trương được mở ra, hắn đã dùng ti ít quan quét qua, nhưng vẫn không thấy gì cả. Thẩm lãng nói, về thôi, cuộc chiến giữa chúng ta và doanh nghiệm, phù đồ sơn vẫn chưa kết thúc, Cao trào thực sự sắp bắt đầu rồi. Hai ngày sau, Liêm Thân Vương và tên võ giả bí ẩn kia từ trên trời giáng xuống, đậu trên một ngọn tháp cao trong hoàng cung Viêm Kinh, cả hai cung kính bước vào đại điện. Điện hạ, mọi việc đều thuận lợi. Liêm Thân Vương cung kính quỳ xuống báo cáo. Còn tên võ giả bí mật kia quỳ một gối xuống, tay ôm chiếc trương, im lặng không nói gì. Thái tử Đại Viêm gật đầu, nói, "Liêm Thân Vương vất vả rồi, ông hãy nghỉ ngơi đi." Liêm Thân Vương dập đầu tạ ơn, rồi lui xuống. Thái tử Đại Viêm nhìn chiếc trương, hỏi: "Mở ra chưa?" Tên võ giả bí mật đáp: "Vâng, đã mở ra." Thẩm Lãng mất bao lâu để mở chiếc trương này? Chỉ khoảng vài giây thôi, thời gian tính toán chỉ có vài giây. Thái tử Đại Viêm nói: "Người này quả thực là thiên tài." Bài toán khó như vậy mà hắn chỉ mất vài giây để giải. "Được rồi, ngươi cũng vất vả rồi." Tên võ giả bí mật đặt chiếc trương xuống, nói: "Thần xin phép lui xuống." Sau đó lập tức rời đi. Thái tử Đại Viêm nhìn chiếc trương, lúc này, gã có thể dễ dàng mở nó ra để xem bên trong có gì. Tuy nhiên, gã không làm như vậy, bởi vì gã không có quyền hạn đó. Gã ôm chiếc trương, bước về phía Cấm tháp của hoàng cung. Phụ hoàng, chiếc trương đã được mở, thẩm lãng quả nhiên không mất quá nhiều công sức để mở nó thái tử đại viêm nói nhi thần đặt nó ở ngoài cửa cấm tháp được không hắn quả thực có khả năng làm nên phép màu thật đáng khâm phục hoàng đế đại viêm nói thái tử con có muốn xem bên trong nó có gì không thái tử đại viêm đáp nhi thần không dám hoàng đế nói không dám nhưng trong lòng lại muốn đúng không thái tử đại viêm nói nhi thần hổ thẹn hoàng đế nói không cần phải thẹn tương lai con sẽ cai trị thiên hạ mọi bảo vật trên đời này đều thuộc về con con phải có lòng tham nếu không làm sao mà trở thành nhân hoàng được con đã biết nguồn gốc của chiếc trương này chưa thái tử đại viêm đáp nhi thần không biết hoàng đế nói chiếc trương này lấy từ tay khương ly là vật quan trọng nhất của hắn nên có thể nói nó là vật của thẩm lãng sau đó hoàng đế nói tiếp nếu con muốn biết bên trong nó có gì thì hãy mở nó ra đi thái tử đại viêm im lặng một lát sau đó dập đầu nói, nhi thần tuân lệnh. Sau đó, gã nín thở, với tâm trạng thành kính, mở chiếc trương bảo bối kia ra. Bên trong có gì, bảo kiếm, bí kíp, ngọc bội, hay là một thứ gì đó thần kỳ hơn, nhưng sau khi mở ra, thái tử đại viêm sững sờ. Bởi vì bên trong chiếc trương trống rỗng, không có gì cả, chuyện này là sao, thái tử không biết bên trong trương chứa vật gì, nhưng có thể khẳng định đó là bảo vật vô giá, bằng không phụ hoàng đã không điều động đến mấy trăm vị đại học sĩ, hao phí hơn 10 năm trời để giải mã chiếc trương này. Chiếc trương này còn rất quan trọng với Khương Ly, bằng chứng là lúc lâm chung, ông ta vẫn mang theo bên mình. Nhưng tại sao bên trong trương lại trống không, chẳng lẽ bị thẩm lãng trộm mất? Hoàn toàn không thể nào, Liêm Thân Vương báo rất rõ ràng, từ đầu đến cuối chiếc trương này đều chưa từng bị mở ra, ngoài việc nhập mật mã, bọn họ chưa hề động chạm gì đến chiếc trương. Vậy thì thứ bên trong đã không cánh mà bay như thế nào, còn có một điểm, nếu thứ này quan trọng như vậy, tại sao trước kia không ép Thẩm Lãng mở ra? 3, 4 năm trước hoàn toàn có thể làm việc này, khi đó Thẩm Lãng đã bộc lộ tài năng toán học phi phàm. Hoàng đế Đại Viêm nói, "Thái tử, con hãy suy nghĩ kỹ, vì sao lại như vậy?" Trầm tư một lát, thái tử đáp, "Bản thân chiếc trương này đã là chí bảo." Hoàng đế nói, "Đúng." vậy tại sao phải đợi đến bây giờ mới cho thẩm lãng mở ra thái tử nói chiếc trương này tuy là chí bảo nhưng trước kia chưa có đất dụng vỏ hoàng đế nói nói như vậy chiếc trương này là một vật vô cùng quan trọng của nền văn minh thượng cổ nó được gọi là long hạp công dụng duy nhất chính là dùng để ấp trứng rồng ấp trứng rồng đây quả thực là bảo vật cấp chiến lược nhưng lại vô dụng bởi vì ở viêm kinh làm gì có trứng rồng nào cần ấp hoàng đế nói thẩm lãng dở trò biệt bợm tạo ra trứng rồng giả để hãm hại người khác. Nhưng suy đoán của hắn cũng không phải không có lý, cái hố sâu hẹp kia đúng là nơi trứng rồng nở ra, nó còn rơi xuống từ vụ va chạm thiên thạch lần trước. Thái tử nói, Phụ Hoàng, vậy quả trứng rồng kia hiện đang ở đâu? Hoàng đế nói, không ai biết, nhưng khi Khương Ly sắp chết vẫn mang theo long hạp ấp trứng rồng này. Thế nhưng trong khoảng thời gian đó, lại không có trứng rồng, điều này chứng minh cái gì? Thái tử nói, hoặc là Khương Ly chưa từng có được trứng rồng, hoặc là đã ấp thành công rồi. Hoàng đế nói: "Vậy con nghiêng về khả năng nào hơn?" Thái tử nói: "Khả năng thứ hai." Hoàng đế nói: "Con còn nhìn ra được điều gì nữa?" Thái tử nói: "Mấy trăm vị đại học sĩ của chúng ta phải mất hơn 10 năm trời lại không thể mở chiếc rương này, nhưng Thẩm Lãng chỉ mất vài giây để mở được, vậy người đầu tiên mở Long Hạp này là ai?" "Có phải Khương Ly không?" Hoàng đế nói. "Còn gì nữa không?" Thái tử nói. Cả Khương Ly và Thẩm Lãng đều là nhân tài ngàn năm có một. Hoàng đế nói, "Đúng vậy, còn một chuyện quan trọng hơn. Hỏa Long Tinh đã chết, tan thành mây khói. Nếu quả trứng rồng kia thật sự được ấp ra, vậy có nghĩa là con rồng này có thể sẽ sớm xuất hiện. Mà nếu như nó từng được ấp ra từ chiếc long hạp này, vậy nó sẽ bị long hạp hấp dẫn rất mạnh, bởi vì long hạp giống như là tổ của nó, nên hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để mở long hạp này." Thái tử dập đầu phụ hoàng anh minh qua năm mới thành nộ triều không có dân thường nên cũng chẳng có bất kỳ không khí ngày lễ nào bởi vì tất cả mọi người đều đang tranh thủ từng giây từng phút làm việc đại càng hiện tại còn quá non trẻ tất cả mọi người đều phải liều mạng tiến về phía trước không ngừng thu hẹp khoảng cách với đại viêm đương nhiên trong trang viên thiên đường lại là một bầu không khí hoàn toàn khác từ mấy ngày trước đã tràn ngập không khí lễ hội chào đón năm mới khắp nơi đều dán câu đối đỏ, dăng đèn kết hoa. Đêm giao thừa, Thẩm Lãng và Ninh Nguyên hiến cùng với các con ăn bữa cơm đoàn viên. Hắn lì xì cho mỗi đứa trẻ, sau đó còn bắn pháo hoa. ầm um, ầm um, ầm um, nhìn những bông pháo hoa rực rỡ, ánh mắt Thẩm Lãng trở nên mơ màng. Hắn nhớ một lan, đã bốn năm trôi qua, tròn bốn năm rồi. Còn Thẩm Giả, năm nay đã tám tuổi. Mà Thẩm Lãng cũng đã hai mươi chín tuổi, không ngờ mình đã đến thế giới này gần 10 năm rồi. Mộc Lan, nàng đang ở đâu? Nàng có biết ta nhớ nàng đến nhường nào không? Sau đó, chuyện quả nhiên phát triển đúng như dự liệu, tin tức giống như mọc cánh bay đi khắp thiên hạ. Chỉ là lần này người truyền tin tức là Thẩm Lãng và Đại Viêm. Thẩm Lãng lại làm được, hắn quả nhiên đã dán một đòn chí mạng vào Phù Đồ Sơn và Doanh Nghiễm. Liên quân của Doanh Nghiễm và Phù Đồ Sơn tử thương vô số ở Kim Cương Phong trong ván cờ này, thẩm lãng lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, đánh bại cha con doanh nghiễm. Lời khoác lác của hắn lại một lần nữa thành hiện thực. Ba nước ngô, sở, việc lại sôi trào, thẩm lãng chẳng lẽ nắm giữ năng lực tấn công chiến lược tầm siêu xa, quả thực quá lợi hại, mà dân chúng tân càng lại chìm trong tâm trạng vô cùng phức tạp. Thẩm lãng không dám lơ là, bởi vì người tạo ra kỳ tích lần này chính là Đại Viêm, chứ không phải hắn. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, Hắn vẫn chưa cứu được đám người căn quân. Năng lượng của di tích sắp cạn kiệt, nếu không cứu người, đám người căn quân sẽ chết ở trong đó. Cho nên dù là tết, hắn cũng chỉ ở lại trang viên thiên đường một ngày, sau đó lập tức quay về thành nộ triều, bố trí ván cờ tiếp theo. Mà ván cờ lần này, không chỉ phải cứu được toàn bộ mấy vạn người căn quân, mà còn phải dán một đòn chí mạng vào nhậm tông chủ và doanh nghiễm. Thẩm Lãng cười nói, vở kịch lớn lần trước là mượn tay đại viêm diễn kỳ tích tiếp theo sẽ do chính ta tự tay tạo ra. Lần này mới thật sự thú vị. Phái sứ giả chúc văn hoa, một lần nữa đến đảo Hắc Thạch, đi gặp doanh nghiệm và nhậm tông chủ. Vâng, ngày mùng ngày 6 tháng 1. Đảo Hắc Thạch cũng là cứ điểm quan trọng nhất của phù đồ sơn ngoài tổng bộ. Sứ giả chúc văn hoa một lần nữa cử tuyết điêu đến đây bái kiến. Doanh thân vương, nhậm tông chủ. Chúc văn hoa nói, ta mang đến thông điệp mới nhất của thẩm lãng. Doanh nghiễm nói, mời nói. Trúc Văn Hoa nói, ngày 29 tháng 12, ta đã thực hiện lời hứa của mình, dán một đòn chí mạng vào hai vị, tin rằng doanh thân vương còn nhớ rõ, ta không biết hai vị đã tổn thất bao nhiêu quân đội, nhưng chắc hẳn là vượt quá sáu vạn. Doanh nghiễm nói, tiếp tục. Trúc Văn Hoa nói, bệ hạ nhà ta nói, mời hai vị lập tức quân rút khỏi Kim Cương Phong, giải trừ việc bao vây căn quân, nếu không chúng ta sẽ tiếp tục dán một đòn chí mạng vào quân đội của hai vị, hạn chót là ngày 19 tháng 1. Doanh nghiễm nói, ngày 19 tháng 1, đúng không? Trúc Văn Hoa nói, đúng vậy, trong thời hạn này, hai vị phải rút lui toàn bộ quân đội ở Kim Cương Phong, nếu không bệ hạ thẩm lãng sẽ đồ sát toàn bộ bọn họ. Doanh nghiễm gật đầu, được, ta biết rồi. Trúc Văn Hoa nói, lời đã truyền xong, nếu doanh thân vương không có ý định giết hoặc giam giữ ta, ta xin phép được trở về thành nộ triều. Đương nhiên ta muốn hỏi một câu, ngài định trả lời thế nào? Có phải sẽ rút quân đúng hạn hay không? Doanh nghiệm nói, chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến ngày đó, các ngươi sẽ sớm biết thôi. Trúc Văn Hoa nói, chúng ta rất mong chờ, ta xin cảnh cáo lần cuối, đến lúc đó nếu hai vị không rút quân, hậu quả tự chịu. Bệ hạ thẩm lãng không muốn thảm kịch lần trước tái diễn, Cáo từ. Nói xong, cả ta cưỡi tuyết điêu rời đi, trở về thành nộ triều. Lần trước là tối hậu thư ngày 29 tháng 12, khiến cả thiên hạ chấn động. Còn lần này là tối hậu thư ngày 19 tháng 1, lại diễn ra trong lặng lẽ. Doanh nghiễm và phù đồ sơn có rút quân không? Tất cả mọi người ở thành nộ triều đều đang dõi theo. Heo la nói, đệ đệ, doanh nghiễm thật sự sẽ rút quân sao? Thẩm lãng nói, rất nhanh chúng ta sẽ biết thôi. Heo la nói, nhưng hai cây long chi hối do đại viêm bắn, doanh nghiễm và nhậm tông chủ sẽ biết sao, thẩm lãng nói, đương nhiên, bây giờ bọn họ muốn chơi trò bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẽ rình sau lưng. Thời gian trôi qua cực nhanh, tiễn đưa Tết âm lịch, lại nên đón Tết nguyên tiêu. 16, 17, 18 tháng giêng, chỉ còn một ngày nữa là đến hạn cuối trong tối hậu thư của thẩm lãng, liệu doanh nghiễm và phù đồ sơn có chịu lui binh hay không? ngày 19 tháng Giêng, ngày quyết định đã đến, mặt trời lại một lần nữa ló dạng, tuy là tháng Giêng, nhưng Kim Cương Phong nằm ở cực nam tộc Sa Mang, khí hậu nhiệt đới điển hình, nên ngay cả ánh dương buổi sớm mai cũng mang theo sức nóng rực rỡ. Ánh nắng chan hòa khắp nơi. Quân đội đóng bên ngoài Kim Cương Phong đã biến mất không còn một bóng. Doanh nghiễm và phù đồ sơn thực sự rút quân, trong vòng bán kính mấy trăm dặm đều không thấy bóng dáng quân đội của bọn chúng, thậm chí trên không trung cũng không có một con tuyết điêu nào. Chẳng lẽ bọn chúng thật đã bị tối hậu thư của thẩm lãng uy hiếp, triệt để giải trừ vòng vây kim cương phong, thành nộ triều. Bẩm bệ hạ, bên ngoài kim cương phong không còn quân địch, doanh nghiễm và phù đồ sơn đã rút quân. Thẩm lãng mỉm cười, tốt lắm, vỡ kịch lớn đến hồi gây cấn rồi. Đi, chúng ta đi đón căn quân trở về. Mấy canh giờ sau, thẩm lãng cử đại siêu bay về hướng kim cương phong, hơn 10 cao thủ hàng đầu mặt giáp cổ, cử tuyết điêu hộ về thẩm lãng ở trung tâm đội hình trên một hòn đảo nhỏ ở vùng biển phía nam. Doanh Nghiễm nói, Nhậm huynh, suy đoán của chúng ta không sai, hai cây long chi hối kia không phải do Thẩm Lãng bắn ra, mà là Đại Viêm. Viêm Kinh đã truyền đến tin tức, sau khi Liêm Thân Vương rời khỏi đây, không lập tức trở về Viêm Kinh, mà đến tận đầu tháng giêng mới hồi kinh. Nhậm Sơn chủ nói, Thẩm Lãng cấu kết với Đại Viêm cũng không có gì lạ, nhưng không ngờ Đại Viêm thực sự có khả năng tiến hành chiến lược tấn công tầm siêu xa thật sự là khiến người ta phải kinh hãi. Doanh nghiễm nói, hiện tại cảm thấy bất an không chỉ có chúng ta, mà còn có cả thẩm lãng, hắn cũng đang như ngồi trên đống lửa, bởi vì đại viêm có thể hủy diệt thành nộ triều bất cứ lúc nào. Ba cứ điểm trọng yếu của chúng ta đều được trang bị đánh chặn long chi hối, nhưng thẩm lãng thì không có. Một tên trưởng lão phù đồ sơn bẩm báo, danh bệ hạ, nhậm tông chủ, chúng ta đã cho toàn bộ quân đội rút khỏi kim cương phong, trong vòng bán kính mấy trăm dặm cũng không còn một ai, các ngài nói xem thẩm lãng có thực sự đến không. Nhưng nếu hắn dám đến, thì đừng hòng rời khỏi, chúng ta đã dăng ra một cái thiên la địa võng. Cả doanh nghiễm và nhậm tông chủ đều không trả lời. Vòng vây phải đủ lớn, lần này tuyệt đối không thể để thẩm lãng chạy thoát. Đủ lớn, lần trước cây long chi hối siêu cấp của đại viêm đã gây cho chúng ta tổn thất quá lớn, vì vậy lần này chúng ta điều động quân đội từ đảo Hắc Thạch, đội thuyền tại biển nam có cả từ di tích cổ tổng cộng mười mấy vạn người chắc chắn sẽ không để lọc bất kỳ ai đi theo thẩm lãng trưởng lão phù đồ sơn nói liệu viêm kinh có phóng long chi hối siêu cấp một lần nữa không có tiếp tục tấn công quân đội của chúng ta không sẽ không đâu lần tấn công trước viêm kinh đã đạt được mục tiêu chiến lược của bọn họ tạo ra đe dọa lớn cho cả chúng ta và thẩm lãng hơn nữa dù bọn họ có tấn công tầm siêu xa một lần nữa thì quân đội của chúng ta đã phân tán rộng rãi, thương vong cũng sẽ không lớn. Đúng lúc này, một con tuyết điêu từ trên trời đáp xuống, tên tinh binh quỳ xuống bẩm báo, doanh bệ hạ, nhậm công chủ, thẩm lãng đã đến, hắn cưỡi con cự thú kia, hiện đã tiến vào không phận tộc sa man. Doanh nghiễm hỏi, hắn mang theo bao nhiêu người, hơn 10 người, đều mặc giáp cổ, cưỡi tuyết điêu mà tù binh của chúng ta đã cưỡi trước đây. Doanh nghiễm hiếp mắt nói, truyền lệnh xuống, Đại quân chuẩn bị, nhưng không được hành động thiếu suy nghĩ, càng không được để lộ, phải đợi đến khi Căng quân và mấy vạn người kia rời khỏi Kim Cương Phong, thậm chí là đi thật xa, mới được ra tay, tuyệt đối không cho bọn chúng có cơ hội quay trở lại di tích Kim Cương Phong, Tuân lệnh, doanh nghiệm hít sâu một hơi. Lần này, ông và Nhậm Sơn chủ không tiếp điều động đại quân từ đảo Hắc Thạch và đại quân từ trong di tích ra ngoài, chính là vì bắt sống Thẩm Lãng. Mấy vạn người của Căng quân bọn họ căn bản không xem vào đâu, chỉ cần bắt được thẩm lãng, bọn họ mới có thể tiếp tục duy trì sức uy hiếp chiến lược đối với đại viêm. Tuy phù đồ sơn và doanh nghiễm không có khả năng tấn công tầm siêu xa, nhưng chỉ cần có long chi hối trong tay, vẫn có thể khiến đại viêm kiên dè. Nếu không, Tân Càng và Phù Đồ Sơn sẽ tiếp tục sống dưới sự đe dọa chiến lược của Đại Viêm, quá bị động. Ta nhắc lại lần nữa, toàn quân tuyệt đối không được manh động, càng không được để lộ mục tiêu, nhất định phải đợi lệnh mới được hành động. Mọi người chuẩn bị, toàn quân chuẩn bị, vây bắt thẩm lãng, ngày ngày 23 tháng 1, thẩm lãng cưỡi đại siêu, cuối cùng cũng đến bầu trời bên trên kim cương phong. Nhìn xuống từ trên cao, trong vòng bán kính hơn trăm dặm, không có một bóng người, quân đội của doanh nghiễm và phù đồ sơn đã rút lui sạch sẽ. Mảnh đất này đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, không còn rừng rậm, căn bản không thể ẩn nấp. Tuy nhiên, công chúa đo ra và những người khác vẫn không yên tâm cưỡi tuyết điêu rà soát khắp khu vực mấy trăm dặm xác định không có bất kỳ binh lính nào mai phục kim cương phong có một phần nằm trong biển vì vậy ngoài khơi cũng cần phải kiểm tra heo la cưỡi tuyết điêu lùng sục vùng biển cũng không phát hiện bất kỳ thuyền chiến nào của phù đồ sơn sau khi xác định an toàn tuyệt đối thẩm lãng mới điều khiển đại siêu từ từ hạ xuống hắn đáp xuống một gò đất cao lớn ở trung tâm kim cương phong nơi đây chính là lối ra vào thẩm lãng tiến lên đặt tay lên vết lõm hình bàn tay ngay lập tức toàn bộ kim cương phong vang lên tiếng ầm ầm vô số tia sáng lóe lên ngay sau đó một cánh cửa cao hơn trăm mét rộng ba mươi mét chậm rãi mở ra sau mấy năm lối vào kim cương phong lại một lần nữa mở ra ban đầu là một khoảng tĩnh lặng sau đó từng bóng người xuất hiện người đi đầu tiên chính là căn quân tuy rằng bên trong di tích kim cương phong cũng sáng như ba ngày thậm chí còn giống như ánh sáng mặt trời nhưng khi lại được nhìn thấy ánh dương thực sự y vẫn phải nheo mắt lại cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời cuối cùng cũng rời khỏi di tích kim cương phong trở về thế giới bên ngoài phía sau y là hàng vạn người theo sát họ bước ra khỏi kim cương phong vô số người kích động đến mức không kiềm chế được trọn hai năm cuối cùng bọn họ cũng được trở về căn quân đi đến trước mặt thẩm lãng quỳ xuống thần sa căng bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế mấy vạn người đồng loạt quỳ xuống thẩm lãng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thẩm lãng nói căng huynh ta đến đưa mọi người trở về chúng ta về nhà thôi sau đó căng quân và mấy vạn người xuống núi kim cương phong tiến về phía bắc cùng lúc đó cách đó trăm dặm một con thú bay đặc biệt hạ xuống từ độ cao vạn mét vừa rồi nó bay trên tầng mây căn bản không thể phát hiện. Sau khi đáp xuống mặt đất, ầm, ầm một cánh cửa lớn mở ra dưới lòng đất, nơi đây có một pháo đài ngầm quy mô lớn. Tên tinh binh đặc chủng của phù đồ sơn nhanh chóng chạy vào trong. Nhạm tông chủ, doanh bệ hạ, thẩm lãng đã đáp xuống, đồng thời mở lối vào di tích kim cương phong, căn quân và mấy vạn người kia đã xuất hiện, đang rút lui về tỉnh An Phong, chính thức tiến về phía bắc. Doanh nghiễm hạ lệnh, toàn quân tấn công, bắt sống thẩm lãng, thu lưới theo mệnh lệnh của doanh nghiệp vèo 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 vô số mũi tên cổ được bắn lên bầu trời sau đó đồng loạt nổ tung đây là đạn tín hiệu đặc biệt ngay sau đó mặt đất trong phạm vi trăm dặm phía bắc kim cương phong xuất hiện vô số vết nứt vô số cửa pháo đài ngầm mở ra xoẹt 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 vô số địa ngục quân tràn ra khỏi mặt đất mặt biển như bị đun sôi hàng chục chiếc thuyền chiến thượng cổ nổi lên khỏi mặt nước lái về phía bờ biển phải biết rằng Kim Cương Phong cũng có một phần nằm trong biển, những thuyền chiến cổ đặc thù này vừa rồi vẫn ẩn nấp dưới đáy biển. Những thuyền chiến cổ này mở ra, vô số địa ngục quân và quân đoàn bí mật của Phù Đồ Sơn ào ạt đổ bộ lên bờ. Cùng lúc đó, từ ngoài khơi phía nam, hàng ngàn con tuyết điêu bay đến, lao về phía Kim Cương Phong. Doanh nghiễm và Phù Đồ Sơn chính thức thu lưới. Mười mấy vạn đại quân, hơn một ngàn không quân, hình thành một vòng vây khổng lồ trên mặt đất và bầu trời trong phạm vi mấy trăm dặm. Một thiên la địa võng chưa từng có. Bắt thẩm lãng, bắt sống thẩm lãng, mười mấy vạn liên quân của doanh nghiễm và phù đồ sơn như thủy triều tràn về kim cương phong, nhanh chóng thu hẹp vòng vây. Trong nháy mắt, mười mấy vạn đại quân từ biển lên bờ, từ bầu trời tràn xuống, bao vây thẩm lãng và mấy vạn người của căn quân. Thẩm lãng, lần này ngươi còn chạy đằng trời, ha 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 thượng cổ quả là khiến người ta mở mang tầm mắt ngay cả thuyền chiến dưới nước cũng có vậy tại sao không gọi là tàu ngầm bởi vì những thuyền chiến dưới nước này không hẳn như tàu ngầm bởi vì hình dáng của chúng khác rất lớn so với tàu ngầm hiện đại mà càng giống như một chiếc thuyền chiến phong bế cực kỳ to lớn nó có hệ thống chiến đấu riêng nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ cường đại như thời thượng cổ tuy những cự nỏ thượng cổ này có thể bắn rất xa và bay rất nhanh trong không khí nhưng dưới nước, đá ác mộng bắn ra hỏa diễm plasma tuy vẫn có thể phát huy tác dụng, nhưng tầm bắn và tốc độ bắn đều bị giảm mạnh. Quan trọng là, loại thuyền dưới nước này không thể sản xuất hàng loạt, không thể hoạt động lâu dài dưới nước. Nên loại thuyền này trong thời thượng cổ có lẽ cũng chỉ là một loại vũ khí thử nghiệm, còn chưa hoàn thiện, sau khi phù đồ sơn có được những chiếc thuyền chiến này, bọn họ cũng chẳng biết nên sử dụng như thế nào. Nhưng lúc này đây chúng đã phát huy được tác dụng. Ầm, um, ầm, um, ầm. Um ầm um, hàng nhánh tên lớn thượng cổ bay vút lên không trung đủ loại tên tín hiệu không ngừng phát nổ bởi vì vòng vây lần này thực sự quá lớn dù dựa vào tuyết điêu để truyền đạt mệnh lệnh cũng rất khó nên sử dụng tên tín hiệu là trực tiếp nhất để dăng thiên la địa võng bắc thẩm lãng phù đồ sơn và doanh nghiệp quả thực đã phải trả một cái giá rất lớn đầu tiên bọn họ phải dọn sạch khu vực này đảm bảo không có bất kỳ ai giám sát sau đó suốt đêm suốt ngày đào bới những hang động khổng lồ dưới lòng đất để làm nơi ẩn nấp binh lính, sử dụng gần 20 ngày, cuối cùng cũng hoàn thành công trình vĩ đại này. Bày trận, bày trận, tiến vào, tiến vào, mười mấy vạn liên quân chia thành mười mấy đội hình, nhanh chóng hợp nhất lại. Nhìn từ trên trời xuống, mười mấy vạn đại quân này, hợp thành một hình chữ nhật khổng lồ, dài mười mấy dặm. Vì sao không phải hình tròn, bởi vì lo lắng sẽ bị long chi hối của đại viêm tập kích, bởi vì lúc long chi hối phát nổ, phạm vi sát thương là một hình tròn cực lớn. Tiếp tục tiến lên, tiến lên, tiến lên, mười mấy vạn đại quân vây quanh trận hình, nhanh chóng thu hẹp vòng vây, đồng thời, hàng ngàn đệ tử phù đồ sơn nhanh chóng lắp ráp cự nỏ thượng cổ. Không thấy lõi năng lượng của chúng đâu, có lẽ được chôn dưới đất. Lúc nhìn thấy liên quân của doanh nghiễm và phù đồ sơn xuất hiện, căng quân liền lớn tiếng hô, chúng ta trúng kế rồi, bệ hạ, mau đi, mau đi, đồng thời, Y lập tức dẫn theo mấy vạn người muốn quay trở lại bên trong di tích Kim Cương Phong. Nhưng đã không còn kịp nữa, mấy vạn người của y đã xuống núi. Cùng lúc đó, mấy trăm con tuyết điêu của Phù Đồ Sơn, dùng tốc độ nhanh nhất lao thẳng tới cổng vào di tích Kim Cương Phong. Thẩm Lãng chỉ có mười mấy võ giả, muốn chiếm giữ cổng lớn là điều không thể, đường lui bị cắt đứt hoàn toàn. Ngay sau đó, mười mấy chấm đen từ phía xa bay tới, lao thẳng về phía Thẩm Lãng mười mấy chấm đen này bay rất nhanh, có lẽ là thú bay đặc biệt của phù đồ sơn, thân hình của chúng nhỏ hơn tuyết điêu, nhưng bay rất nhanh, hơn nữa còn bay rất cao. Đây là kền kền thượng cổ, tuy nhỏ hơn tuyết điêu, nhưng lại vô cùng hung mãnh, cực kỳ hiếu chiến. Tuyết điêu bay ở độ cao khoảng 5.000 m còn loại kền kền thượng cổ này có thể bay tới độ cao 11. 000 mét, tốc độ bay nhanh nhất có thể vượt quá 400 km trên giờ, nhưng khả năng tải trọng không bằng tuyết điêu. Cạc, cạc trong tiếng kêu chói tai, những con kền kền thượng cổ này không ngừng tăng tốc, muốn bao vây thẩm lãng trên không trung, trên lưng mỗi con kền kền đều có một cao thủ hàng đầu của phù đồ sơn, rõ ràng đều là tông sư, đều mặc trang bị thượng cổ tiên tiến nhất. Hơn một ngàn con tuyết điêu của phù đồ sơn bay theo sau những con kền kền thượng cổ này, xếp thành đội hình chỉnh tề, che kín bầu trời. Căng quân hô lớn, bệ hạ, mau đi, mau đi mấy vạn người đồng loạt quỳ xuống hô lớn, bệ hạ, mau đi nếu vì cứu mấy vạn người bọn họ mà khiến thẩm lãng bị bắt vậy bọn họ chết vạn lần cũng không hết tội còn thẩm lãng không nói hai lời trực tiếp leo lên đại siêu vỗ lên cổ nó nói bay lên trên người đại siêu không có lông vũ nhưng lại có cốt thứ lúc này từng cái dựng thẳng lên tràn đầy chiến ý nó dùng hết toàn lực không ngừng bay lên bay lên tốc độ nhanh đến cực hạn lúc này trên lưng đại siêu đã được cải tạo không chỉ có chỗ ngồi còn có cả dây an toàn. Trong lúc Đại Siêu không ngừng bay lên, mấy chục con kền kền thượng cổ của Phù Đồ Sơn tiếp tục tăng tốc điên cuồng, nhất định phải phong tỏa, bao vây trước khi Đại Siêu bay lên cao. Đây là cuộc đua tốc độ, mấy chục con kền kền thượng cổ giống như những chiếc máy bay chiến đấu, lao thẳng về phía Đại Siêu đang bay lên cao. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, tốc độ của Đại Siêu nhanh hơn, chưa đầy 2 phút đã bay lên độ cao 13. 000m độ cao này đã vượt quá giới hạn của kền kền thượng cổ, cho nên thẩm lãng tạm thời an toàn. Lại qua vài phút sau, mấy chục con kền kền thượng cổ của phù đồ sơn cuối cùng cũng bay tới, nhưng giới hạn độ cao của chúng cũng chỉ khoảng 11. Không m chúng vây quanh thẩm lãng, tạo thành một vòng tròn ở phía dưới. Lại qua thêm vài phút. Hơn một nghìn con tuyết điêu của phù đồ sơn cũng đuổi tới, tạo thành một vòng vây lớn hơn ở độ cao 5.000 m Tiến lên, tiến lên, tiến lên, trên mặt đất, vòng vây của mười mấy vạn đại quân tiếp tục thu hẹp lại. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, theo tiếng nổ của tên tín hiệu trên bầu trời, các tướng lĩnh của địa ngục quân lần lượt hạ lệnh. Mười mấy vạn đại quân dừng bước, chuyển sang đội hình chiến đấu tại chỗ. Tổng cộng 150. Không 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 đại quân, tạo thành một vòng vây khổng lồ dài 40 dặm, rộng 20 dặm hơn trăm con tuyết điêu cũng chiếm giữ hoàn toàn cổng vào di tích kim cương phong. Mấy vạn người của căn quân hoàn toàn rơi vào vòng vây. Ngay sau đó, hai con kền kền thượng cổ từ ngoài khơi phía nam bay tới, trên lưng lần lượt là nhậm sơn chủ của phù đồ sơn và doanh nghiễm của tân càng. Vài phút sau, hai người một nam một bắc, kẹp thẩm lãng ở giữa. Toàn bộ không trung tạo thành một cục diện vô cùng kinh người, một trận hình không gian ba chiều thực thụ thẩm lãng cưỡi đại siêu ở độ cao 13. 000 m Nhậm tông chủ và doanh nghiệm cưỡi hai con kền kền, ở độ cao 11. 500 m Mười mấy cao thủ tông sư của Phù Đồ Sơn, mặt trang bị thượng cổ, cưỡi mấy chục con kền kền thượng cổ, ở độ cao 11. 000 m Một nghìn con tuyết điêu ở độ cao 5.000 m Tầng tầng lớp lớp. Trên mặt đất, năm vạn người của căn quân tạo thành năm phương trận chiến đấu, dài rộng mấy dặm. Bên ngoài là vòng vây của mười mấy vạn đại quân, dài rộng mười mấy dặm. Ở thời xưa trên trái đất, muốn trong thời gian ngắn như vậy tạo thành một chiến trường phức tạp như thế là điều không thể, không có quân đội và sự chỉ huy nào mạnh mẽ đến vậy. Doanh nghiệm thản nhiên nói, thẩm lãng, chúng ta lại gặp nhau. Thẩm lãng ở độ cao 13. 000 m hướng xuống dưới hô lớn, biệt lai vô dạng doanh nghiễm, nhậm sơn chủ, hai vị đồng thời ra tay bắt ta, thật khiến ta thụ sủng nhược kinh. Doanh nghiễm nói, không cần lớn tiếng như vậy, chúng ta nghe thấy mà. Nghe thấy rồi. Hai bên cách nhau hơn một ngàn mét, doanh nghiễm có nội công thâm hậu, giọng nói truyền đi rất xa, nhưng thẩm lãng thì không làm được, giọng nói của hắn có thể truyền đi một trăm mét, đã là ghê gớm lắm rồi. Nhưng doanh nghiễm và nhậm sơn chủ quá lợi hại, vẫn có thể nghe thấy tiếng hét nho nhỏ của thẩm lãng. Thẩm lãng nói, các ngươi vẫn không bắt được ta đúng không? Đó là thú bay tiên tiến nhất của các ngươi sao? Nhìn qua rất dữ dằn, đây là kền kền à. Nó rất lợi hại, nhưng vẫn kém xa đại siêu của ta, bay không đủ cao, không đủ nhanh. Chỉ cần ta muốn, còn có thể bay lên độ cao 15. Không không sau đó cao chạy xa bay, các ngươi không có thứ gì đuổi kịp được ta. Doanh nghiễm nói, không sai, quả thực là như vậy nhưng còn mấy vạn người dưới mặt đất kia, còn có hơn 10 tâm phúc ngươi mang theo nữa. Bọn họ chạy thoát sao? Ngươi muốn bỏ mặt bọn họ, trơ mắt nhìn bọn họ chết hết sao, thẩm lãng trầm mặt. Nhậm Sơn chủ nói, để bắt ngươi, chúng ta đã bố trí thiên la địa võng này. Thẩm lãng, nếu ngươi không quan tâm sống chết của những thuộc hạ này, ngươi hoàn toàn có thể cao chạy xa bay, nhưng ngươi làm được không? Đương nhiên là không, mấy tháng qua thẩm lãng làm tất cả, đều là vì cứu mấy vạn người căn quân. Hiện tại đã thành công 8-9 phần, chẳng lẽ lại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy tâm tính của thẩm lãng đại khái cũng sẽ sụp đổ. 4 năm trước, lúc thân thế vừa bị vạch trần, đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, hắn cũng không hề từ bỏ 10 vạn người trung thành với mình, cuối cùng đã tạo nên một kỳ tích bất tử, kỳ tích chạy trốn thành công. Lần này, đương nhiên là muốn trình diễn một kỳ tích kinh thiên động địa hơn nữa. Doanh nghiệm nói, thẩm lãng, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi ngoan ngoãn chịu trói, ta sẽ tha cho mấy vạn người tăng quân, để bọn họ trở về thành nộ triều, từ nay về sau, Phù Đồ Sơn sẽ không bao giờ đánh thành nộ triều nữa. Nhậm Sơn chủ nói, không chỉ như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngược đãi ngươi, cũng sẽ không biến ngươi thành một cái xác không hồn, chúng ta chỉ giam lỏng ngươi, bởi vì chúng ta cần ngươi phóng long chi hối. Doanh nghiệm nói, khả năng tấn công chiến lược tầm xa của Đại Viêm là một mối đe dọa lớn, ngươi và chúng ta đều rơi vào thế bị động, nhất định phải nhanh chóng đuổi kịp, việc này cần đến trí tuệ của ngươi. Nhậm Sơn chủ nói, chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cung điện ngầm vô cùng hoa lệ, đồng thời chuẩn bị hơn trăm mỹ nữ, để ngươi sống một cuộc sống xa hoa, như thần tiên vậy. Thẩm Lãng nói, ý của các vị là muốn nuôi ta như nuôi heo sao, doanh nghiệm trầm mặt một lát, nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, nhưng như vậy ngươi sẽ cứu được mấy vạn người của mình. Nhậm Sơn chủ nói, ngươi không phải rất thông minh sao? Lần trước ngươi không chỉ đánh cắp được hai cây long chi hối từ tay chúng ta, còn chạy thoát khỏi ma trảo của chúng ta, lần này bị chúng ta bắt, ngươi cũng có thể nghĩ cách chạy trốn, ngươi hoàn toàn có thể lần nữa tạo nên kỳ tích. Thẩm lãng cười nhạt đầy mỉa mai, sao có thể chứ, lần này nếu hắn bị bắt, chắc chắn sẽ bị phế bỏ hai chân trước tiên, sau đó doanh nghiễm và phù đồ sơn sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế hủy hoại thần trí của hắn, biến hắn thành một cái xác không hồn hoàn toàn nằm trong tay bọn họ. Doanh nghiễm nói, thẩm lãng, đừng làm mất thời gian nữa, mau chóng đưa ra lựa chọn, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là chúng ta sẽ tàn sát không tha người của ngươi. Thẩm lãng nói, doanh nghiễm, nhậm sơn chủ, hiện tại trên mặt đất có 15 vạn quân của các ngươi, còn có 5 vạn người của ta, nếu lúc này trên trời rơi xuống một cây long chi hối siêu cấp, thì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào người của hai bên đều ở đây, đại viêm vừa lúc có thể diệt sạch một mẻ. Doanh nghiễm nói, sẽ không đâu. Trong thời gian tương đối dài, đại viêm sẽ không tấn công chiến lược chúng ta, bởi vì bọn họ đã hoàn thành mục đích, xác định được chúng ta có trang bị đánh chặn long chi hối. Đại viêm là bá chủ, nên tầm nhìn chiến lược của bọn họ rất cao, chỉ cần hoàn thành việc uy hiếp là được. Lúc này, trận hình của mười mấy vạn quân của doanh nghiễm và phù đồ sơn rất phân tán, kéo dài mười mấy dặm dựa vào một cây long chi hối siêu cấp thì không thể tiêu diệt hết được để tiêu diệt mấy vạn người mà sử dụng long chi hối siêu cấp sao tầm nhìn của đại viêm sẽ không thấp như vậy nếu không thể phá hủy ba địa điểm chiến lược quan trọng là đảo hắc thạch tổng bộ phù đồ sơn và Càng kinh thì những cuộc tấn công bên ngoài của bọn họ cũng không có ý nghĩa lớn thẩm lãng suy nghĩ một lát rồi nói doanh nghiễm nhậm sơn chủ hai người các ngươi bắt ta chỉ có một mục đích, đó chính là phóng long chi hối, uy hiếp chiến lược đại viêm đúng không? Vậy chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác, ta có thể giúp các ngươi phóng long chi hối, chỉ cần các ngươi chuẩn bị long chi lực và long chi hối trước, sau đó cho ta biết địa điểm, đồng thời cho phép ta kiểm tra khu vực đó trước, để đảm bảo không có nguy hiểm, sau đó ta sẽ cử cự thú đến giúp các ngươi kích hoạt và phóng ra long chi hối, một khi phóng xong, ta sẽ lập tức cử đại siêu rời đi, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Tại sao nhất định phải bắt ta? Ánh mắt doanh nghiệm lóe lên một tia lạnh lẽo, tên thẩm lãng này lúc nào cũng muốn khiêu khích ly gián, hơn nữa còn âm thầm, mỗi lần hắn đều gọi doanh nghiệm trước, nhậm sơn chủ sau, điều này khiến nhậm sơn chủ nghĩ thế nào? Phải biết rằng trong mối quan hệ hợp tác này, nhậm sơn chủ mới là người nắm giữ thế chủ động. Thẩm lãng tiếp tục nói, tin rằng doanh nghiệm đã đoán được, cách đây không lâu ta và đại viêm đã từng cấu kết với nhau vậy bây giờ ta hoàn toàn có thể cấu kết với các ngươi để hãm hại đại viêm. Đại viêm vừa mới tấn công chiến lược các ngươi, các ngươi hoàn toàn có thể trả đũa. Ngươi chỉ cần nói dùng long chi hối tập kích nơi nào của đại viêm, ta tuyệt đối không nói hai lời, lập tức giúp các ngươi phóng. Lập tức, hai vị thủ lĩnh trầm mặt không nói. Thẩm lãng, ngươi còn vô sĩ hơn nữa không? Một tháng trước ngươi cấu kết với đại viêm hãm hại chúng ta bây giờ ngươi lại muốn cấu kết với chúng ta hãm hại đại viêm. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ngươi được lợi đủ đường, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy, nếu đề nghị này được đưa ra trước đó, hai người chắc sẽ động tâm, nhưng bây giờ không được. Bởi vì đại viêm đã thể hiện năng lực tấn công chiến lược tầm xa của bọn họ, lúc này lại đi chọc giận viêm kinh. Bọn họ không đến nỗi ngu ngốc như vậy. Doanh nghiệm nói, được rồi, thẩm lãng, đừng lãng phí thời gian nữa ngươi nên đưa ra lựa chọn, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là ta sẽ chém đầu hết mấy vạn người của ngươi, đếm ngược 10 tiếng để ngươi suy nghĩ. Toàn bộ tuyết điêu quân, chuẩn bị, doanh nghiệp quả nhiên lợi hại, nội lực thâm hậu, một tiếng quát, vang vọng khắp bầu trời. Hơn một ngàn con tuyết điêu bắt đầu bày trận trên không trung, hơn một ngàn tinh binh cầm chiến nỏ thượng cổ, sau đó đồng loạt hạ thấp độ cao, bay đến độ cao 300 mét so với mặt đất hơn một ngàn chiến nỏ thượng cổ đồng loạt nhắm vào quân đội của sa căng trên mặt đất những chiến nỏ thượng cổ này đều là loại bắn liên tục một khi đã tấn công tuyệt đối là mưa tên cuồn cuộn mấy vạn người của sa căng không có mặt giáp thượng cổ thậm chí ngay cả loại giáp kiểu mới cũng không có căn bản không thể chống đỡ được những chiến nỏ thượng cổ này nếu hơn một ngàn tuyết điêu đồng loạt bắn tên mấy vạn người sa căng không thể nào cản được chắc chắn sẽ thương vong vô số địa ngục quân chuẩn bị, theo một tiếng lệnh, mấy trăm cự nỏ thượng cổ của địa ngục quân đồng loạt dương nỏ, toàn bộ đều là cự nỏ có thể phát nổ, tầm bắn lên đến mấy ngàn mét, một khi bắn tên, cũng hoàn toàn có thể gây ra đòn tấn công hủy diệt cho mấy vạn người sa căng. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, doanh nghiệm và phù đồ sơn có thể giết sạch năm vạn người sa căng. Doanh nghiệm nói, nửa tiếng, thậm chí chỉ cần một khắc, chúng ta sẽ giết sạch mấy vạn người của ngươi. Thẩm lãng, đếm ngược bắt đầu, ngươi hãy đưa ra lựa chọn sinh tử, ầm, một mũi tên tín hiệu được bắn lên không trung, sau đó nổ tung. 10, ầm, mũi tên tín hiệu thứ hai bắn lên không trung. 9, 8, doanh nghiệm thản nhiên đếm ngược, một khi đếm ngược kết thúc, ông sẽ lập tức hạ lệnh tấn công, tuyệt đối không cho thẩm lãng bất kỳ hy vọng nào. Chỉ có máu tươi và cái chết mới có thể chứng minh ý chí kiên định của doanh nghiệm và nhậm sơn chủ. 5, 4, ba, thẩm lãng đột nhiên hô lớn, dừng lại, doanh nghiễm quát, dừng lại, lập tức, mũi tên tín hiệu trên mặt đất ngừng bắn, quá trình đếm ngược tạm dừng. Doanh nghiễm nói, thẩm lãng, ngươi đã nghĩ thông rồi sao? Đã chịu ngoan ngoãn bị bắt, thẩm lãng nhìn chầm chầm vào nhậm sơn chủ, nói, nhậm sơn chủ, di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam này đối với ngươi mà nói là vô cùng quan trọng, tầm quan trọng chiến lược không thua kém gì tổng bộ, phù đồ sơn có ba thiết bị đánh chặn long chi hối đảo hắc thạch cũng có một bộ không còn nghi ngờ gì nữa nghe thẩm lãng nói xong nhậm sơn chủ không khỏi rùng mình chậm rãi hỏi thẩm lãng ngươi muốn nói gì thẩm lãng nói vậy theo ngươi là ta quan trọng hơn đối với phù đồ sơn hay là di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía nam quan trọng hơn đương nhiên là di tích quan trọng hơn nó là căn cơ của phù đồ sơn tầm quan trọng hơn xa thẩm lãng doanh nghĩnh nhướng mày nói thẩm lãng, ta sẽ tiếp tục đếm ngược. Thẩm lãng nói, nhậm sơn chủ, ta lệnh cho các ngươi lập tức giải vây, thả mấy vạn người sa căng vô điều kiện. Nếu không đồng ý, ta sẽ phá hủy di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, căn cứ chiến lược quan trọng nhất của ngươi sẽ chìm xuống đáy biển, vô số phòng thí nghiệm bí mật, kho vũ khí bí mật, thư viện bí mật, tất cả đều sẽ bị hủy hoại. Nhậm sơn chủ, phù đồ sơn của ngươi có thể phô trương thanh thế, có thể sánh vai với đại viêm như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào di tích khổng lồ này, mà hiện tại các ngươi mới khai phá được bao nhiêu? Chưa đến 30% đúng không? Di tích khổng lồ này quyết định vận mệnh trăm năm sau của Phù Đồ Sơn. Một khi bị phá hủy, hậu quả sẽ thảm khốc đến mức nào? Phù Đồ Sơn gánh vác nổi sao, nhậm Sơn chủ chậm rãi nói, thẩm lãng, ngươi nói không sai, di tích khổng lồ này chính là căn cơ của Phù Đồ Sơn, tuyệt đối không thể bị phá hủy nhưng ta rất muốn biết ngươi cách di tích của ta cả ngàn dặm làm sao có thể phá hủy nó ngươi đừng nói là sẽ phóng long chi hối di tích này nằm dưới đáy biển dù phóng long chi hối cũng vô dụng thậm chí long chi hối phát nổ dưới đáy biển cũng không có tác dụng căn bản không thể làm tổn hại đến di tích này mảy may nếu không thì không đến lượt thẩm lãng người khác đã sớm ra tay rồi muốn phá hủy di tích thượng cổ này chỉ có một cách, đó là lẻn vào bên trong di tích thượng cổ, sau đó cho nổ những lõi năng lượng khổng lồ bên trong. Nhưng muốn xông vào di tích thượng cổ này, hoàn toàn là người si nói mộng. Lối vào duy nhất nằm trên đảo Hắc Thạch, Phù Đồ Sơn đã bố trí trọng binh ở đó, vô số cự nỏ khổng lồ, vô số địa ngục quân, vô số tuyết điêu quân, vô số đội thuyền ngoài khơi, còn có hai thiết bị phóng long chi lực, cũng có long chi hối, còn có cả thiết bị đánh chặn long chi hối. Có thể nói, ngay cả đại viêm hùng mạnh cũng không dám đánh đảo hắc thạch, huống chi là thành nộ triều của thẩm lãng, dù hắn dốc toàn lực. Vừa đến trong phạm vi 2.000 dặm cách đảo Hắc Thạch cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn, ngay cả đến gần cũng không được, chứ đừng nói đến việc công phá đảo Hắc Thạch. Đương nhiên, di tích của Phù Đồ Sơn còn có một lối vào khác, đó chính là vòng xoáy năng lượng nối liền với di tích Kim Cương Phong. Nhưng bên ngoài vòng xoáy năng lượng đó, có vô số tinh binh đặc chủng và địa ngục quân của phù đồ sơn canh giữ để bao vây mấy vạn người xa căng phù đồ sơn đã điều động phần lớn quân đội bên trong di tích thượng cổ ra ngoài nhưng số lượng tinh binh đặc chủng và địa ngục quân canh giữ vòng xoáy năng lượng đó vẫn còn không ít quan trọng nhất là vòng xoáy năng lượng đó chỉ có thẩm lãng mới có thể đi qua mà lúc này thẩm lãng đang ở ngay trước mắt doanh nghiệm vậy nên thẩm lãng nói muốn phá hủy di tích thượng cổ khổng lồ của phù đồ sơn Hoàn toàn là bị điên rồi. Lúc này, Thẩm Lãng giơ tay lên, chậm rãi nói, "Doanh Nghiễm, Nhậm Sơn chủ, các ngươi không tin thật sao? Cho rằng ta đang nói mơ sao? Chúng ta đang cách đó mấy trăm dặm, làm sao có thể phá hủy di tích thượng cổ của các ngươi? Nếu ta có bản lĩnh như vậy, tại sao trước đây không dùng? Đương nhiên là bởi vì ta lợi hại. Lần trước vào ngày 29 tháng 12, tuy ta đã thành công cho các ngươi một vố đau, nhưng nhân vật chính trên sân khấu là đại viêm chứ không phải ta. Lần này, ta muốn trở thành nhân vật chính, ta đã tạo ra vô số kỳ tích, mà lần này sẽ là một kỳ tích vĩ đại hơn nữa. Thẩm lãng hét lớn, doanh nghiễm, ngươi không cần đếm ngược nữa, bởi vì đến lượt ta đếm ngược. Nhậm sơn chủ, ta lệnh cho ngươi lập tức giải tán quân đội, buông vũ khí xuống, để cho mấy vạn người sa căng rời khỏi đây, trở về thành nộ triều, nếu không ta sẽ phá hủy di tích của ngươi, đừng trách ta không báo trước. Đếm ngược bắt đầu, 5, 4, 3, 2, 1, thẩm lãng vừa đếm ngược, vừa khoa tay múa chân, dù là động tác hay là ngữ khí của hắn, đều tràn đầy kỹ năng diễn xuất, rất là khoa trương. Hắn quá thích diễn xuất, còn hơn cả thẩm lãng trước kia. Doanh nghiễm và nhậm son chủ vừa nhìn chầm chầm thẩm lãng, vừa nhìn về phía di tích, hoàn toàn nín thở. Bọn họ không tin, kiên quyết không tin thẩm lãng có phải thần thánh đâu, cách xa mấy trăm dặm, mà có thể phá hủy di tích kiên cố kia. Phá hủy di tích thượng cổ cứng rắn như vàng kia. Ngay cả đại viêm cũng không làm được, hắn làm sao có thể làm được, đếm ngược kết thúc. Thẩm lãng chậm rãi nói, thời khắc chứng kiến kỳ tích, đến rồi, sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Bốp, âm, ầm, 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 ầm vùng biển cách đó mấy trăm dặm về phía nam, đột nhiên xảy ra tiếng nổ kinh thiên động địa vô số tiếng nổ liên tiếp. Vô tận nước biển phun trào lên trời, sau đó là ngọn lửa nguồn ngục bốc cháy. Trên mặt biển mênh mông vô tận, phản phất như đang trình diễn một màn bắn pháo hoa rực rỡ nhất. ầm 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 thậm chí còn giống như được sắp xếp trước, những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp vang lên. Toàn bộ vùng biển chấn động, sóng to cuồn cuộn. Doanh nghiễm và nhậm sơn chủ hoàn toàn sững sờ tại chỗ, không dám tin vào mắt của mình. Không sai, đó chính là hướng di tích thượng cổ, căn cơ của phù đồ sơn. Bên trong di tích thượng cổ xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa, trực tiếp xé toạc đáy biển, sóng thần cuồn cuộn, di tích thượng cổ vô cùng quý giá sụp đổ từng mảng lớn, tan thành mây khói. Những kho vũ khí bí mật, những phòng thí nghiệm thượng cổ quý giá, trong những tiếng nổ liên tiếp, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Mặc dù đây không phải là Long chi hối, nhưng cảnh tượng đó còn hoành tráng hơn cả Long chi hối giống như một mạch nước ngầm phun trào, sóng nước khổng lồ cao đến mấy trăm mét. Thẩm lãng càng diễn càng say sưa, nhắm mắt lại, miệng ngâm nga giai điệu, hai tay múa mây. ầm 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 theo nhịp điệu vung tay của hắn, tiếng nổ trên biển vẫn tiếp tục. Di tích thượng cổ khổng lồ ở vùng biển phía nam vẫn đang tiếp tục sụp đổ, một màn hủy diệt kinh hoàng. cả đất trời, biển cả mênh mông đều trở thành sân khấu biểu diễn của Thẩm lãng. mấy vạn người xa căng doanh nghiệp, Nhậm Sơn Chủ cùng với mười mấy vạn quân đều trở thành khán giả của hắn. Sóng to gió lớn, núi non gầm thét, biển cả dậy sóng, phản phất như một cảnh tượng hủy diệt hoành tráng trong phim bom tấn. Thẩm Lãng đã thực hiện lời hứa của mình, trình diễn một vở kịch hoành tráng chưa từng có, mà hắn chính là nhân vật chính duy nhất. Nhưng hắn làm thế nào vậy? Điều này hoàn toàn không thể, không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Thẩm Lãng thật sự có thể tạo ra thần tích? phá hủy di tích cách xa nơi này mấy trăm dặm đương nhiên không thể hắn đâu phải thần thánh hơn nữa nếu hắn lợi hại như vậy tại sao trước đó không làm tại sao phải đợi đến bây giờ mới ra tay di tích thượng cổ này nếu muốn đi vào từ cửa chính phải mất mấy ngàn dặm nhưng nếu đi trực tiếp từ di tích kim cương phong thì chỉ cần mười mấy dặm là đến chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy lần này thẩm lãng đi ra từ kim cương phong có gì đó khác lạ sao đương nhiên hắn biểu hiện quá hoàn mỹ, không chút sơ hở, không thể bắt bẻ. Người cưỡi đại siêu lúc nãy không phải thẩm lãng, mà là thế thân, một bản sao mặt giáp thượng cổ. Là thế thân hoàn hảo nhất trên thế giới, nhất cử nhất động, từng ánh mắt, từng biểu cảm đều không có sơ hở. Lúc nói chuyện với doanh nghiệm và nhậm tông chủ, hắn cũng thể hiện rất xuất sắc, hai vị thủ lĩnh căn bản không phát hiện ra, có lẽ ngoại trừ người nhà và nữ nhân của thẩm lãng, những người khác không phân biệt được thẩm lãng thật hay giả số người biết đến sự tồn tại của thế thân cũng cực kỳ ít ỏi. Vậy thì thẩm lãng thật đang ở đâu, hắn và cựu yêu nhi đã cải trang thành tùy tùng cưỡi tuyết điêu, đi theo sau thế thân, đóng vai thị vệ. Còn có một điểm, thế thân căn bản không thể mở được cổng vào di tích kim cương phong, thật ra là thẩm lãng mở, thế thân chỉ là giả vờ đưa tay ra áp lên mà thôi. Sau khi cổng di tích kim cương phong mở ra, sa căng dẫn đầu đi ra từ bên trong. Bởi vì từ sau khi chia tay với thẩm lãng, những người bên trong luôn ngày đêm mong ngóng hắn trở về bọn họ hoàn toàn tin tưởng thẩm lãng nhất định sẽ quay lại cứu bọn họ đã nói là làm nhưng mà năng lượng bên trong di tích kim cương phong sắp cạn kiệt lúc đó sẽ không thể trao đổi không khí với bên ngoài nữa không khí bên trong sẽ dần cạn kiệt ánh sáng cũng sẽ biến mất hoàn toàn chìm vào bóng tối đương nhiên dù năng lượng cạn kiệt không khí bên trong kim cương phong cũng đủ để duy trì một hai ngày bởi vì bên trong di tích rộng lớn như vậy còn có không khí dự trữ nhưng dù sao cũng đang ở thời khắc sinh tử nên để tiết kiệm thời gian năm vạn người sa căng vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở phía sau lối vào chỉ cần cổng mở ra bọn họ sẽ lập tức xông ra quay lại khoảng thời gian thẩm lãng đến di tích kim cương phong năng lượng ngày càng cạn kiệt lúc này sa căng và mọi người đều đang thấp thỏm lo âu mọi người đừng nóng vội bệ hạ thẩm lãng nhất định sẽ trở về ngài ấy đã nói là nhất định sẽ thực hiện Ta tin tưởng Bệ hạ Thẩm Lãng đang ở ngay bên ngoài. Sau đó, khi chỉ còn khoảng một khắc nữa là năng lượng cạn kiệt, cổng vào di tích kim cương phong đột nhiên mở ra, khuôn mặt của Thẩm Lãng xuất hiện trước mặt mọi người. Sa Căng và mấy vạn người vô cùng kích động, hô vang vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bệ hạ Thẩm Lãng quả nhiên vĩ đại như trong tưởng tượng, tỉnh viễn không khiến người ta thất vọng. Nhưng hầu như tất cả mọi người đều không nhận ra, Thẩm Lãng trước mắt chỉ là một thế thân lúc đầu ngay cả sa căng cũng khó lòng phân biệt được, nhưng rất nhanh sau đó y đã phát hiện ra. Bởi vì khi mọi người đang chen chúc đi ra khỏi di tích, lại có hai người đi ngược dòng người, quay trở lại trong di tích, hai người này đều mặc giáp cổ, nhưng trong đó có một người đã âm thầm ra hiệu với sa căng. Căng huynh, giao lan đại và vũ liệt cho ta, mọi người tiếp tục đi ra ngoài. Sa căng kinh ngạc, sau đó lập tức hiểu ra, ra lệnh cho Vũ Liệt và Lan Đại đi theo sau Thẩm Lãng và Cừu Yêu Nhi. Lúc này, kền kền của Phù Đồ Sơn đang ở độ cao hơn 10. Không không còn ẩn mình trong mây, cộng thêm việc Thẩm Lãng trà trộn vào dòng người để đi vào di tích Kim Cương Phong, bọn họ có thể phát hiện ra mới là lạ. Sau khi vào trong di tích, Thẩm Lãng và Cừu Yêu Nhi lập tức đi đến một nơi vắng vẻ, thay áo giáp của tinh binh đặc chủng của Phù Đồ Sơn, sau đó Cừu Yêu Nhi cõng Thẩm Lãng trên lưng, dẫn theo Vũ Liệt và Lan Đại chạy như bay về phía vòng xoáy năng lượng ở hướng đông. Bởi vì năng lượng của di tích kim cương phong sắp cạn kiệt, chỉ còn chưa đầy một khắc nữa. Một khi năng lượng cạn kiệt, chuyện gì sẽ xảy ra, vòng xoáy năng lượng cũng sẽ đóng lại. Vậy khi vòng xoáy năng lượng đóng lại, chuyện gì sẽ xảy ra, tinh binh đặc chủng và địa ngục quân của Phù Đồ Sơn luôn túc trực ở đầu bên kia của vòng xoáy năng lượng. Một khi vòng xoáy này đóng lại, trước tiên bọn họ sẽ kinh ngạc, sau đó sẽ phái người đến dò xét, tiếp theo sẽ là một lượng lớn quân đoàn tràn vào di tích kim cương phong theo đường hầm đặc biệt mà lúc này thẩm lãng hoàn toàn có thể lợi dụng thân phận tinh binh đặc chủng của phù đồ sơn để trà trộn vào bên trong di tích vùng biển phía nam thần không biết quỷ không hay còn có một việc ngô trưởng lão đã bị bắt dưới tác dụng của đá ác mộng và thuốc độc thẩm lãng đã nắm giữ toàn bộ danh sách cấp bậc ám hiệu lệnh bài của địa ngục quân và tinh binh đặc chủng của phù đồ sơn mười chín hai một hết giờ năng lượng của di tích kim cương phong hoàn toàn cạn kiệt không có bất kỳ dấu hiệu nào tất cả đều diễn ra trong im lặng chỉ là toàn bộ bên trong di tích bỗng chốc tối sầm lại tất cả ánh sáng đều biến mất cùng lúc đó vòng xoáy năng lượng nối liền hai di tích thượng cổ biến mất vì bố trí vòng vây doanh nghiệm và nhậm sơn chủ đã điều động phần lớn binh lực nhưng ở khu vực vòng xoáy năng lượng này vẫn còn mấy ngàn địa ngục quân đoàn và mấy trăm tinh binh đặc chủng canh giữ khoảnh khắc vòng xoáy năng lượng biến mất, vị tướng lĩnh chỉ huy địa ngục quân ở đây vô cùng kinh hãi, sau đó hét lớn, tấn công, ngay sau đó, mấy ngàn địa ngục quân và mấy trăm tinh binh đặc chủng điên cuồng tấn công. Vô số cự nỏ thượng cổ, chiến nỏ thượng cổ, cung tên thượng cổ đồng loạt bắn ra, giống như mưa bão. Đương nhiên, tất cả đều vô nghĩa, bởi vì đầu bên kia của vòng xoáy năng lượng trống rỗng, không có gì cả, hơn nữa còn chìm trong bóng tối, giơ tay không thấy năm ngón. Lúc này, vị tướng lĩnh của địa ngục quân vẫn chưa dám manh động bởi vì ai cũng biết bên trong di tích kim cương phong có mấy vạn quân tinh nhuệ của sa căng ông lập tức phái một đội tinh binh đặc chủng và một đội địa ngục quân đi vào đường hầm đặc biệt của di tích thượng cổ để dò xét tổng cộng mấy chục người bên trong đường hầm đặc biệt này không chỉ tối om mà còn có rất nhiều nơi bị sập đổ cứ cách mười mấy dặm lại có một căn phòng tối cho nên thẩm lãng và cừu yêu nhi mặc trang bị của phù đồ sơn dễ dàng trà trộn vào đó sau đó nhanh chóng quay đầu, xuyên qua ranh giới của hai di tích thượng cổ, tiến vào bên trong di tích của Phù Đồ Sơn. Còn ở phía bên kia của vòng xoáy, Lâm Nham tướng quân đang tập kết hơn 1.000 địa ngục quân và mấy trăm tinh binh đặc chủng, chuẩn bị tiến vào di tích kim cương phong theo đường hầm đặc biệt. Thẩm lãng và cựu yêu nhi mặc áo giáp của tinh binh đặc chủng, đi thẳng đến, lớn tiếng nói, Lâm Nham tướng quân, năng lượng của di tích kim cương phong đã cạn kiệt, mấy vạn người của Sa Căng đang ở bên kia, chúng ta bắt được hai tên tù binh bọn chúng đang định phục kích chúng ta trong đường hầm đặc biệt lâm nham tướng quân kinh ngạc sau đó nhìn vũ liệt và lang đại cảm thấy hơi quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra lai lịch của bọn họ chân dung lập tức một tập tranh chân dung xuất hiện trong tay ông nhanh chóng lật vài tờ sau đó tìm được chân dung của hai người bởi vì trong số mấy vạn người của sa trăng vũ liệt từng là thị vệ lâu năm của thẩm lãng còn Lan đại lại mang dòng máu đặc biệt của khương ly cho nên thứ hạng của hai người đều rất cao đây là hai nhân vật quan trọng. Lâm Nham tướng quân nói, đưa bọn chúng vào thiên lao. Rõ. Thẩm lãng đáp. Khoan đã, Lâm Nham tướng quân nói, bỏ mặt nạ xuống. Thẩm lãng không chút do dự, lập tức tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt dị dạng, rất nhiều mạch máu nổi lên, giống như con dung bò trên mặt. Đây là đặc điểm chung của rất nhiều tinh binh đặc chủng, bởi vì bọn họ đã trải qua nhiều lần cải tạo huyết mạch, cho nên khuôn mặt thường rất đáng sợ. Lâm Nham tướng quân nói, đi đi, hai tên tù phạm này tương đối quan trọng, nhốt vào thiên lao số 2. Thẩm lãng đáp, rõ, sau đó, hắn và cựu yêu nhi áp giải vũ liệt và lang đại đi về phía thiên lao số 2. Trên đường đi, liên tục có tinh binh đặc chủng và địa ngục quân của phù đồ sơn chạy tới, bởi vì hai vị trưởng lão bên trong di tích đã nhận được tin báo, vòng xoáy năng lượng đột nhiên mở ra, vì lo lắng xảy ra chuyện bất trắc, nên những đội quân khác của phù đồ sơn bên trong di tích, đều nhanh chóng đến chi viện. Thẩm lãng có quen thuộc di tích thượng cổ này không? Nói chung là không quen, nhưng đối với khu vực trăm dặm xung quanh vòng xoáy năng lượng, thì lại vô cùng quen thuộc, bởi vì lúc trước nhậm doanh doanh đã từng dẫn hắn đến đây, đồng thời mở ra một số kho vũ khí bí mật, phòng thí nghiệm bí mật và thư viện bí mật. Cho nên, lúc áp giải hai tên tù binh đi về phía thiên lao số 2, Hắn và Cừu Yêu Nhi không hề bị nghi ngờ. Ban đầu, Thẩm Lãng đã chuẩn bị rất nhiều ám hiệu để đối phó, nhưng không ngờ rằng lại chẳng có ai hỏi hắn ám hiệu cả. Đương nhiên, mục tiêu của Thẩm Lãng không phải là Thiên Lao số 2, mà là một tòa nhà bình thường nằm bên cạnh, ở một nơi vắng vẻ trong di tích thượng cổ. Tòa nhà này có diện tích khoảng mấy ngàn mét vuông, tuy không nhỏ, nhưng so với những kiến trúc lớn khác có diện tích hàng vạn mét vuông thì không đáng kể cũng không có gì đặc biệt vậy nó là nơi nào phòng điều khiển lõi năng lượng mười mấy lõi năng lượng thượng cổ trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều được điều khiển từ nơi này mà trong toàn bộ di tích thượng cổ có đến mười mấy phòng điều khiển như vậy ở một mức độ nào đó phòng điều khiển lõi năng lượng này là nơi trọng yếu nhất nơi này có được canh phòng cẩn mật sao cũng không hẳn bởi vì cánh cửa nơi này luôn đóng kín chưa bao giờ được mở ra cũng không có ai có thể mở ra. Tình huống này rất phổ biến, phần lớn kiến trúc của di tích này đều bị đóng kín, hơn 1.000 học sĩ tài giỏi phải mất 2 năm trời, mới tính toán ra được chưa đến 10 mật mã, mở được chưa đến 10 kiến trúc thượng cổ. Trong khi đó, số lượng kho vũ khí bí mật, thư viện bí mật, phòng thí nghiệm bí mật lên đến hàng trăm. Trong mắt Phù Đồ Sơn, có thứ gì quan trọng hơn phòng điều khiển lõi năng lượng này chứ? vốn dĩ bên ngoài nơi này còn có 3 tinh binh đặc chủng, 7 binh lính địa ngục canh gác. Nhưng tình hình hiện tại rất đặc biệt, sau hai trận đại chiến, phù đồ sơn tổn thất nặng nề, thương vong vô số, lần này để bao vây mấy vạn người xa căng, nhậm sơn chủ và doanh nghiễm đã điều động mười mấy vạn quân. Thêm vào đó, vòng xoáy năng lượng biến mất, lại có một lượng lớn tinh binh đặc chủng và địa ngục quân đi chi viện, mà di tích thượng cổ này rộng lớn vô cùng, mấy ngàn dặm, riêng khu vực này đã rộng vài trăm dặm, sau khi phần lớn quân đội được điều động đi, nơi đây trở nên vô cùng vắng vẻ. Cho nên, lúc này bên ngoài phòng điều khiển năng lượng chỉ có ba binh lính địa ngục canh gác. Cựu yêu nhi đi cùng, một mặt quan sát hoàn cảnh xung quanh, xác định trong tầm mắt không có ai. Theo quy luật, đội tuần tra tiếp theo sẽ xuất hiện trong vòng 39 giây nữa. Thẩm lãng và cựu yêu nhi đi thẳng đến, bởi vì bọn họ mặc giáp thượng cổ của tinh binh đặc chủng, cấp bậc cao hơn binh lính địa ngục. Ba tên binh lính địa ngục canh gác bên ngoài phòng điều khiển nhìn thấy, lập tức đứng nghiêm chào. Bái kiến tướng quân. Tinh binh đặc chủng hiếm hoi, nên để lấy lòng, binh lính địa ngục thường hay nịnh nọc gọi là tướng quân. Thẩm lãng và cựu yêu nhi không nói gì, đi thẳng đến trước mặt ba người. Ra tay, cựu yêu nhi ra tay nhanh như ti chớp, trong nháy mắt hạ gục ba tên binh lính địa ngục. Nhanh, 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 phải thật nhanh, lúc này đội tuần tra của phù đồ sơn đã ở cách đó mấy trăm mét sắp sửa xuất hiện trong tầm nhìn chỉ còn chưa đầy hai giây nữa thẩm lãng nhanh chóng đi tới trước cửa phòng điều khiển lõi năng lượng áp chiếc nhẫn lên vốn dĩ muốn mở cánh cửa của này cần phải có mật mã phức tạp dù là mấy chục học sĩ tài giỏi bỏ ra mấy chục năm cũng chưa chắc đã tính toán ra được nhưng quyền hạn của chiếc nhẫn rất cao thẩm lãng dễ dàng mở ra ầm uhm, quả nhiên chưa đầy một giây cánh cửa phòng điều khiển năng lượng đã mở ra bốn người thẩm lãng cừu yêu nhi vũ liệt lan đại nhanh chóng chui vào bên trong sau đó thẩm lãng dùng tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại rất nhanh sau đó đội tuần tra của phù đồ sơn đi ngang qua đây theo bản năng liếc mắt nhìn sang mọi thứ vẫn bình thường cánh cửa phòng điều khiển năng lượng đóng chặt ba tên tinh binh địa ngục vẫn đứng nghiêm như tượng không hề nhúc nhích phòng điều khiển này cũng giống như những phòng điều khiển khác từ xưa đến nay chưa từng có ai bước vào bởi vì đối với phù đồ sơn mà nói nó không có giá trị khai thác cũng không phải là kho vũ khí bí mật nên bọn họ không muốn tốn nhiều công sức và thời gian để mở nó ra làm gì đây cũng là lần đầu tiên thẩm lãng đến đây tuy rằng hắn đã từng nhìn thấy bản vẽ trong cuộn giấy gia thượng của kia nhưng đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy phòng điều khiển lõi năng lượng quy mô lớn như vậy trước mắt toàn là thiết bị đá ác mộng dày đặc hơn mấy ngàn cái phát ra đủ loại ánh sáng. Cũng may thẩm lãng đã đọc qua cuộn giấy da kia, biết rõ những thứ này là gì, nếu đổi lại người khác, dù phù đồ sơn đã khai phá di tích này hơn 4 năm, cũng hoàn toàn không biết những thứ này là cái gì. Thẩm lãng hít sâu một hơi, kiểm tra lại thông tin liên quan đến phòng điều khiển lõi năng lượng trong đầu. Không sai, tất cả đều trùng khớp. Sau đó, hắn nhanh chóng hành động, dùng chiếc nhẫn giành quyền kiểm soát cao nhất của nơi này. Tiếp theo, hắn điều chỉnh vô số thiết bị đá ác mộng, trước tiên lựa chọn 20 lõi năng lượng thượng cổ cỡ lớn, kích hoạt chế độ tự hủy. Đương nhiên, những lõi năng lượng thượng cổ này không ở đây, mà được phân bố ở các khu vực khác nhau trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh, chỉ là có thể điều khiển tập trung từ nơi này mà thôi. Thẩm Lãng lấy đồng hồ bỏ túi ra xem, 3 giờ 25 phút. Cừu Yêu Nhi cũng lấy đồng hồ bỏ túi ra, 3 giờ 25 phút. Thẩm Lãng nói, chính xác là 3 giờ 25 phút 10 giây. Sau đó, hắn đặt thời gian tự hủy của 20 lõi năng lượng thượng cổ vào khoảng 3 giờ 50 phút. Đây là thời gian hắn và bản sao đã hẹn trước. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, nên hắn không vội vàng, trước 25 phút đã hoàn thành xong mọi việc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 25 phút trôi qua. Bên trong phòng điều khiển lõi năng lượng, vô số đá ác mộng bắt đầu nhấp nháy tiến hành đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, ầm, 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 ầm 20 lõi năng lượng lần lượt phát nổ, theo thời gian đã thiết lập, mỗi lần nổ cách nhau khoảng 3 giây. Chính vì vậy, mới có màn trình diễn hoành tráng chưa từng có trên biển kia. Những tiếng nổ liên tiếp, giống như mạch nước phun khổng lồ. Mà những lõi năng lượng thượng cổ cỡ lớn này, nhỏ thì đường kính 3-4 mét, lớn thì mười mấy mét. Quy lực của vụ nổ tuy không bằng long chi hối, nhưng mỗi lần nổ đều tương đương với mấy trăm tấn, thậm chí hơn một ngàn tấn thuốc nổ TNT. Trong những tiếng nổ long trời lở đất này, di tích thượng cổ trong phạm vi mấy trăm dặm không ngừng sụp đổ, tan thành mây khói. Đương nhiên, thẩm lãng đã tính toán kỹ bán kính của vụ nổ, nên hắn ở trong phòng điều khiển lõi năng lượng này là tuyệt đối an toàn, sẽ không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ. Trở lại mặt đất, trong màn trình diễn vô cùng chân thật và khoa trương của bản sao, những tiếng nổ hủy diệt kinh hoàng kéo dài khoảng một phút đồng hồ. Sau đó tạm dừng. Nhưng sóng thần đã cuồn cuộn ập đến. Mặt đất trung chuyển dữ dội, phải mất nửa phút sau mới dừng lại. Bản sao mở mắt ra, cười nói, danh thân vương, nhậm sơn chủ, vở kịch hủy diệt này diễn xuất sắc chứ, khuôn mặt nhậm sơn chủ co giật, nhìn sóng thần cuồn cuộn ập đến, lòng đau như cắt. Vừa rồi, chỉ trong một đợt nổ đã phá hủy mấy trăm dặm di tích thượng cổ bao nhiêu kho vũ khí bí mật thư viện bí mật phòng thí nghiệm bí mật bị hủy hoại trong chớp mắt mà mười mấy vạn người có mặt cũng trố mắt nhìn đầu óc trống rỗng chuyện này chuyện này sao có thể chẳng lẽ thẩm lãng là thần thánh sao ở khoảng cách xa như vậy hắn lại có thể phá hủy di tích thượng cổ của phù đồ sơn chúng ta bản sao nói nhậm sơn chủ vừa rồi phá hủy mấy trăm dặm di tích thượng cổ của ngươi Ước chừng chiếm một phần năm chưa khai phá, không chỉ có ngươi đau lòng, ta cũng rất tiếc, đây đều là tinh hoa của nền văn minh thượng cổ, nếu phá hủy hết, ta chính là tội nhân thiên cổ, mong ngươi tin tưởng, ta cũng đau lòng như ngươi. Nhưng để cứu mấy vạn người sa căng, ta cũng bất đắc dĩ, bị ép mà thôi. Nhậm Sơn Chủ im lặng Doanh nghiệm im lặng Bản sao nói, Nhậm Sơn Chủ, bây giờ ta sẽ bắt đầu đếm ngược, ngươi cần phải giải trừ vòng vây ngay lập tức. Thả mấy vạn người xa trăng rời khỏi đây, trở về thành nộ triều, nếu không đợt hủy diệt thứ hai sẽ bắt đầu. Nhậm Sơn chủ vẫn chưa hoàn hồn. Bản Sao nói: "Nhậm Sơn chủ, xem ra ta diễn xuất chưa đủ hoành tráng, vậy chúng ta tiếp tục." 5, 4, 3, 2, 1. Bắt đầu, Bản Sao lại búng tay. Lúc này là 3 giờ 55 phút chiều. Ầm, 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 âm, âm tiếng nổ trên biển lại vang lên vở kịch hủy diệt hoành tráng lại một lần nữa được trình diễn di tích thượng cổ của phù đồ sơn lại tiếp tục sụp đổ bị hủy diệt từng mảng lớn nhậm sơn chủ của phù đồ sơn đột nhiên gào thét dừng lại dừng lại dừng lại bản sao đang say sưa diễn xuất lập tức dừng lại ngừng vung tay sau đó tiếng nổ trên biển cũng dừng lại nhìn qua giống như hắn đang chỉ huy tất cả điều khiển tất cả từ xa nhưng thật ra hắn chỉ đang diễn kịch dựa theo vụ nổ nhìn chằm chằm vào đồng hồ biểu diễn không lệch một giây bản sao nói nhậm sơn chủ bây giờ ngươi đã tin ta chưa vậy ngươi có bằng lòng hy sinh một chút giải trừ vòng vây thả ta rời đi không nhậm sơn chủ nhắm mắt lại một lúc lâu khi mở mắt ra cả người đã bình tĩnh trở lại nhưng lại giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào tất cả quân đội của phù đồ sơn hạ vũ khí giải trừ vòng vây thả mấy vạn người sa căng rời đi theo mệnh lệnh của nhậm sơn chủ mười mấy vạn quân tản ra, giải trừ vòng vây. Đi, sa căng hạ lệnh, dẫn theo mấy vạn người rời khỏi với tốc độ nhanh nhất. Lúc này, nhậm sơn chủ và doanh nghiệm đều đã tỉnh táo lại, hai người trao đổi ánh mắt với nhau. Những gì vừa xảy ra thật sự quá mức chấn động, khiến cho hai bộ não thiên tài trong nháy mắt rơi vào trạng thái trống rỗng, nhưng thời khắc này đã khôi phục lại sự bình tĩnh và sắc bén. Hai người lập tức nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thẩm lãng thật sự có thể phá hủy di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, khi hắn cách xa mấy trăm dặm sao? Hắn đâu phải thần thánh, tuy rằng hắn đã từng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng chuyện này vẫn là quá sức tưởng tượng. Vậy thì hãy thử đưa ra một giả thuyết táo bạo nhất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhậm sơn chủ và doanh nghiễm đều là những người cực kỳ thông minh, lập tức liên tưởng đến một khả năng, cuối cùng đi đến một đáp án giống nhau phải chăng thẩm lãng trước mắt là giả là thế thân còn thẩm lãng thật đã lẻn vào bên trong di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam chỉ có hắn mới có thể mở được phòng điều khiển lõi năng lượng cũng chỉ có hắn mới có thể cho nổ những lõi năng lượng thượng cổ đó hai người nhìn nhau trong mắt thậm chí còn lóe lên tia hưng phấn nếu đúng như vậy điều đó chứng minh cái gì chứng minh bọn họ vẫn còn cơ hội cơ hội bắt sống thẩm lãng tuy rằng vòng vây đã được giải trừ mấy người sa căng cũng đã rút lui, nhưng nơi này cách thành nộ triều hơn vạn dặm, mấy vạn người bọn họ muốn an toàn rút lui, ít nhất phải đến bờ biển, lên đội thuyền của thành nộ triều. Khoảng cách xa như vậy, ít nhất cũng phải mất một tháng trời. Trong khoảng thời gian này, quân đoàn của Phù Đồ Sơn hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. Nghĩ đến đây, hai người đồng loạt nhìn về phía thẩm lãng, muốn tìm ra chút sơ hở trên người hắn. Khoảng cách giữa hai bên là 1.500 mét, nhưng võ công của Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm rất cao, dù khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng mà, thật sự là không tìm ra chút sơ hở nào, Nhậm Sơn chủ và Doanh Nghiễm đã quá hiểu rõ thẩm lãng, nếu là thế thân thì không thể nào qua mắt được bọn họ. Nhưng người trước mắt này hoàn toàn chính là thẩm lãng, không chỉ là tướng mạo mà cả biểu cảm, thậm chí là khí chất đều giống hệt, bất kỳ thế thân nào cũng không thể giả mạo được. Hai người lại nhìn nhau, trao đổi suy nghĩ trong lòng muốn biết thẩm lãng trước mắt có phải thế thân hay không rất đơn giản chỉ cần tìm được thẩm lãng thật trong di tích thượng cổ như vậy có thể khẳng định người trước mắt là giả đây là một thông tin cực kỳ quan trọng thời gian vẫn còn rất nhiều mấy vạn người của sa trăng ít nhất phải mất một tháng mới có thể rút lui an toàn nếu thẩm lãng thật đang ở trong di tích thượng cổ vậy thì ít nhất hắn cũng phải ở trong đó một tháng một tháng hoàn toàn đủ để bọn họ tìm ra thẩm lãng trong di tích thượng cổ, sau đó bao vây tiêu diệt. Nhậm Sơn chủ nói, nơi này giao cho ngươi, ta phải vào di tích thượng cổ xem xét tổn thất. Doanh nghiệm đáp, nhậm huynh cứ yên tâm. Sau đó, nhậm Sơn chủ cưỡi kền kền thượng cổ bay về phía lối vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam trên đảo Hắc Thạch. Tại sao không đi vào từ di tích Kim Cương Phong, đương nhiên không thể. Thứ nhất, sau khi mọi người rời đi, Lối vào di tích đã đóng lại, ít nhất là nhìn từ bên ngoài thì đã đóng lại. Thứ hai, Nhậm Sơn chủ căn bản không biết năng lượng của di tích Kim Cương Phong đã cạn kiệt, cũng không biết vòng xoáy năng lượng nối liền hai di tích đã đóng lại, không thể tự do đi qua. Cứ như vậy, Nhậm Sơn chủ bay đến đảo Hắc Thạch, tiến vào di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, sau đó bay một mạch mấy ngàn dặm trong di tích, đến vị trí của vòng xoáy năng lượng lúc trước. Trên đường đi, trái tim của ông như rỉ máu, di tích bị phá hủy quá nặng nề mấy trăm dặm di tích đều bị phá hủy, nước biển đã tràn vào rất nhiều nơi, hơn 100 kho vũ khí, phòng thí bị phá hủy hoàn toàn. Tông chủ, tổn thất vô cùng nặng nề, di tích của chúng ta đã bị sụp đổ hơn 2.000 km, thương vong hơn vạn người. Nghe vậy, nhậm sơn chủ lại suýt chút nữa phun máu tươi. Thương vong hơn vạn người, bởi vì khu vực bị nổ đều là khu vực cốt lõi mà chúng ta đang khai phá, bên trong có rất nhiều học sĩ, đại học sĩ, còn có địa ngục quân canh gác lâm trưởng lão nói hiện tại chúng ta đã phái mấy vạn người đang nỗ lực khắc phục may mà các khu vực bên trong di tích đều được ngăn cách với nhau nếu không thì toàn bộ di tích đã bị nước biển nhấn chìm nhưng tình hình hiện tại cũng vô cùng nguy hiểm nếu lại xảy ra vụ nổ có thể toàn bộ di tích sẽ bị nước biển bao phủ đến lúc đó muốn khai phá sẽ càng khó khăn hơn đại học sĩ nói nhậm sơn chủ hiện tại toàn bộ di tích vô cùng mong manh không thể chịu đựng thêm bất kỳ vụ nổ nào nữa nhậm sơn chủ hỏi người canh giữ vòng xoáy năng lượng lúc đó là ai lâm trưởng lão đáp là đệ tử của ta lâm nham tướng quân thống lĩnh địa ngục quân nhậm sơn chủ nói lập tức gọi đến đây một lát sau lâm nham tướng quân đến quỳ xuống nói bái kiến sơn chủ nhậm sơn chủ hỏi vòng xoáy năng lượng biến mất khi nào lâm nham tướng quân đáp theo cách tính thời gian của Thẩm Lãng, chắc là khoảng 2 giờ chiều. Nhậm Sơn chủ hỏi, khoảnh khắc vòng xoáy năng lượng biến mất, có ai ở phía sau không? Lâm Nham tướng quân đáp, không có. Sau khi vòng xoáy biến mất, thuộc hạ lập tức phái hơn 100 người đi qua để dò xét, không phát hiện ra ai cả, còn tiến thẳng vào bên trong di tích Kim Cương Phong. Nhậm Sơn chủ nói, vậy sau đó có người ngoài nào lẻn vào di tích của chúng ta không? Lâm Nham tướng quân đáp, không có. Nhậm Sơn Chủ nói, có ai có thể đi qua từ đầu bên kia của vòng xoáy năng lượng không? Lâm Nham tướng quân suy nghĩ một lát, gật đầu nói, có bốn người. Hai tinh binh đặc chủng áp giải hai tên tù binh, đều là tâm phúc của Thẩm Lãng, một người tên là Vũ Liệt, một người tên là Lan Đại. Khuôn mặt Nhậm Sơn Chủ giật giật, nói, ngươi chắc chắn hai người kia là tinh binh đặc chủng của chúng ta, Lâm Nham tướng quân nói, chắc chắn, thuộc hạ đã yêu cầu tháo mặt nạ xuống, đúng là người của chúng ta. Tất cả tinh binh đặc chủng đều đã trải qua cải tạo huyết mạch nhiều lần, nên đặc điểm cơ thể rất rõ ràng. Khuôn mặt Nhậm Sơn chủ co giật, ông lập tức đoán ra hai người kia rất có thể là Thẩm Lãng và Cừu Yêu Nhi. Nhậm Sơn chủ hỏi: "Hai người kia đi đâu?" Lâm Nham đáp: "Thiên Lao số 2." Nhậm Sơn chủ nói: "Lập tức phái người đến Thiên Lao số 2 lục soát, xem hai tên tù binh đó có còn không." Lâm Nham tướng quân nói: "Tông chủ Thiên lao số 2 đã nằm trong phạm vi vụ nổ, dù hai tên tù binh đó có ở đó, thì cũng đã bị nổ thành tro bụi rồi. Nhậm Sơn chủ biến sắc, lớn tiếng nói, lập tức tập hợp tất cả tinh binh đặc chủng, tất cả địa ngục quân trong di tích thượng cổ, lục soát toàn bộ trong phạm vi trăm dặm, bản đồ, mau đưa bản đồ cho ta. Rất nhanh, bản đồ di tích thượng cổ đã được trải ra trước mặt Nhậm Sơn chủ, tất cả kiến trúc, bố cục thành thị thượng cổ đều hiện rõ mồn một, hơn nữa những khu vực bị phá hủy cũng được đánh dấu rõ ràng. Nhậm Sơn chủ nhanh chóng phân tích trên bản đồ, sau đó loại trừ từng khu vực một. Mục tiêu của hắn là phòng điều khiển lõi năng lượng, bởi vì chỉ có ở đó mới có thể tiến hành tự hủy lõi năng lượng. Chính là nơi này, phòng điều khiển lõi năng lượng số 39. Nhậm Sơn chủ nói, "Mọi người đi theo ta." Sau đó, Nhậm Sơn chủ dẫn theo mấy vị trưởng lão mấy trăm tinh binh nhanh chóng đi về phía phòng điều khiển lõi năng lượng số 39. Phải nói, ông thật sự rất lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy, đã tìm ra được mục tiêu chính xác, ông tin chắc thẩm lãng nhất định đang ở bên trong. Một khắc sau, nhậm sơn chủ đã dẫn theo mấy ngàn người, bao vây phòng điều khiển lõi năng lượng số 39. Thẩm lãng, ta biết ngươi đang ở bên trong. Nhậm sơn chủ chậm rãi nói, tên bên ngoài kia là thế thân của ngươi đúng không? Giống thật đấy, không có chút sơ hở nào quả nhiên thần kỳ bên trong phòng điều khiển lõi năng lượng không có bất kỳ động tĩnh gì nơi này cách thành nộ triều của ngươi thật sự quá xa nhậm sơn chủ nói cho nên mấy vạn người sa trăng muốn quay về ít nhất cũng phải mất một tháng trong thời gian này ngươi định làm gì chẳng lẽ cứ trốn trong phòng điều khiển lõi năng lượng này sao bên trong vẫn không có bất kỳ tiếng động nào nhưng nhậm sơn chủ tin chắc thẩm lãng đang ở bên trong Nhậm Sơn chủ ra lệnh, "Người đâu?" Lập tức có một đại học sĩ bước lên. Nhậm Sơn chủ nói, "Cánh cửa phòng điều khiển lõi năng lượng này, nhanh nhất khi nào có thể mở ra? Phá giải mật mã này, nhanh nhất cần bao lâu?" Đại học sĩ đáp, "Phòng điều khiển lõi năng lượng không quá quan trọng, nên chúng ta chưa từng tính toán, phải bắt đầu từ đầu, ít nhất cũng phải mất 3 tháng." Nghe vậy, Nhậm Sơn chủ tức giận đến mức suýt chút nữa đập chết tên đại học sĩ trước mặt. Nhậm Sơn chủ ra lệnh, mang khổ đầu hoang đến đây. Ba ngày sau, khổ đầu hoang bị đưa đến, cả vẫn là một con quái thú chiến đấu, không có chút thần trí nào. Nhậm Sơn chủ nói, thẩm lãng, khổ đầu hoang không chỉ mang dòng máu đặc biệt của Khương Ly, mà còn là tâm phúc của ngươi. Vì cứu mấy người sa căng, ngươi đã liều mạng như vậy, nếu ngươi còn không chịu ra mặt, ta sẽ giết khổ đầu hoang ngay trước mặt ngươi. Bên trong phòng điều khiển lõi năng lượng vẫn im lặng như tờ, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhậm Sơn chủ nói, thẩm lãng, ta biết ngươi đang ở bên trong. Hiện tại mấy vạn người sa trăng mới chỉ đi được hơn một ngàn dặm, nếu ngươi muốn tiếp tục uy hiếp ta, thì nhất định phải ở trong phòng điều khiển lõi năng lượng này. Ta đếm ngược, nếu ngươi còn không xuất hiện, ta sẽ chém đầu khổ đầu hoang. 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1, 0, nhậm sơn chủ đếm ngược kết thúc nhưng bên trong phòng điều khiển vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Theo một tiếng lệnh, dết, lâm trưởng lão vung kiếm chém xuống, muốn chém đôi khổ đầu hoang, nhắm thẳng vào cổ. Nhưng mà lưỡi kiếm vừa chạm vào cổ khổ đầu hoang liền dừng lại. Bởi vì bên trong phòng điều khiển lõi năng lượng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, không thể giết khổ đầu hoang một cách vô ích được, hiện tại gã là một con quái thú chiến đấu của phù đồ sơn, rất có giá trị sau đó nhậm sơn chủ lại bao vây phòng điều khiển lõi năng lượng này năm ngày dùng hết mọi cách uy hiếp nhưng bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào càng như vậy nhậm sơn chủ càng thêm tin chắc thẩm lãng đang ở bên trong các ngươi tiếp tục bao vây nhậm sơn chủ nói thẩm lãng và cừu yêu nhi nhất định đang ở bên trong tuyệt đối không được để cho hai người bọn chúng chạy thoát rõ nhậm sơn chủ cưỡi kềnh kềnh thượng cổ rời khỏi đây trở về mặt đất Sáu canh giờ sau, nhậm sơn chủ lại một lần nữa xuất hiện trước mặt thẩm lãng Bây giờ đã qua mấy ngày, mấy vạn người sa căng đã đi được hơn hai ngàn dặm Mà dù là bản sao giả mạo thẩm lãng, cũng không thể ngày đêm lơ lửng trên độ cao 13 không m mỗi ngày hắn đều phải biến mất một khoảng thời gian Để cho đại siêu được nghỉ ngơi, bản thân hắn cũng cần phải hồi phục Chỉ là lúc này, hắn lại tình cờ gặp phải nhậm sơn chủ bởi vì hắn muốn xác định quân đội của Phù Đồ Sơn không đuổi theo, nên mới dừng lại ở đây. Nhậm Sơn chủ chậm rãi nói, ngươi không phải thẩm lãng thật, ngươi chỉ là thế thân. Bản sao mỉm cười, nhún vai, không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nhậm Sơn chủ nói, thẩm lãng thật vẫn còn ở trong di tích thượng cổ của ta, bị ta bao vây trong phòng điều khiển lõi năng lượng số 39, hắn chạy trời không khỏi nắng. Bản sao vẫn im lặng không nói. Nhậm Sơn chủ nói, vậy thì ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ, bản sao mỉm cười nói, rất hân hạnh được lĩnh giáo. Nhậm Sơn chủ nói, ngươi và thẩm lãng căn bản không thể liên lạc từ xa, hai lần nổ lúc trước hoàn toàn là thời gian mà các ngươi đã hẹn trước, ngươi chỉ diễn kịch dựa theo vụ nổ mà thôi. Mấy vạn người sa căn mới chỉ đi được hơn 2.000 dặm, hơn 1.000 tinh binh đặc chủng của ta, có thể dễ dàng đuổi kịp, sau đó tàn sát không tha, mà thẩm lãng trong di tích thượng cổ đã bị ta bao vây căn bản không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài cho nên sẽ không có vụ nổ nào nữa bản sao vẫn cười mà không nói nhậm sơn chủ nói tuyết điêu quân chuẩn bị truy kích quân đội sa căng trước tiên giết một vạn người thủ lĩnh tuyết điêu đáp tuân mệnh sau đó hơn một ngàn tuyết điêu quân bay lên cao truy đuổi theo hướng sa căng theo mệnh lệnh của nhậm sơn chủ trước tiên giết một vạn đương nhiên giết một vạn người không phải là mục tiêu tuy rằng cũng có chút ý trả thù, nhưng suy cho cùng là nhậm sơn chủ muốn kiểm chứng suy đoán của mình. Thẩm lãng trước mắt là giả, còn thẩm lãng thật đang ở trong phòng điều khiển lõi năng lượng. Hơn một ngàn con tuyết điêu đều là tinh binh đặc chủng, muốn giết một vạn người sa căng rất dễ dàng, chỉ cần vài phút là hoàn thành. Nhậm sơn chủ cười lạnh nói, thế thân, bây giờ ngươi nói thật ra, đồng thời thúc thủ chịu trói còn kịp. Nếu không, một vạn người của ngươi sẽ chết. Doanh nghiễm nói, thẩm lãng thế thân, ngươi không phải tự xưng là thẩm lãng sao? Ngươi không phải tự xưng có thể không ngừng phá hủy di tích của chúng ta sao? Hiện tại chúng ta lại một lần nữa truy sát sa căng, ngươi lại muốn biểu diễn đại hủy diệt sao? Ngươi lại muốn trình diễn kỳ tích nổ lớn nữa sao? Vậy thì mau làm đi, nhậm sơn chủ nói, sa căng đã chạy ra 2.300 dặm, tuyết điêu quân chỉ cần tối đa 3 canh giờ là sẽ đuổi tới, sau đó sẽ đại khai sát giới kính tử bắt đầu vỗ tay, bốt, 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 sau đó kính tử cười nói, suy đoán thật đặc sắc, hầu như không có kẻ hở. Hiện tại vở kịch này đổi cách chơi khác, nhậm sơn chủ, ngươi lập tức hạ lệnh cho tuyết điêu quân không được tiến lên trước một bước, không được truy giết người của ta, toàn bộ ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, không được nhúc nhích. Nhậm sơn chủ nói, ngươi dựa vào cái gì, kính tử nói, khoảng chừng 13 tiếng đồng hồ sau, nổ lớn sẽ lại bắt đầu hơn nữa cách mỗi 24 tiếng đồng hồ, sẽ nổ một lần. Hiện tại bầu trời trên di tích của các ngươi chắc đang lung lay sắp đổ, chỉ cần lại nổ một lần nữa, nước biển sẽ cuộn trào mãnh liệt mà vào, có khả năng sẽ hoàn toàn bao phủ phần di tích còn sót lại của các ngươi. Mặt mũi nhậm sơn chủ co quắp một trận. Kính tử nói, bởi vì ta đã thiết lập trình tự tự hủy cho 50 lõi năng lượng thượng cổ cỡ lớn, còn đã thiết lập thời gian tự hủy, thời gian vừa đến sẽ nổ muốn nó không phát nổ vô cùng đơn giản, chỉ cần nhập mật mã hủy bỏ lệnh tự hủy là được. Nhưng đáng tiếc, mật mã chỉ có ta mới biết được. Lời này vừa ra, nhậm sơn chủ và doanh nghiệm biến sắc. Kính tử nói, lõi năng lượng sắp nổ đầu tiên là số 135, đường kính khoảng 6 mét, bên trong có gần trăm tấn hydro kim loại, quy lực khi phát nổ có thể tưởng tượng được, nhậm sơn chủ không tin sao, sắc mặt nhậm sơn chủ nhất thời đại biến, vội vàng phất tay. Ngô Tuyệt cưỡi một con kèn kèn thượng cổ bay tới. Nhậm Sơn chủ ra lệnh, tiến vào bên trong di tích, kiểm tra lõi năng lượng số 135. Ngô Tuyệt đáp, quân lệnh, kính tử nói, năng lượng bên trong di tích Kim Cương Phong đã cạn kiệt, nên cửa ra vào cũng đã mất đi sự khống chế, ngươi có thể trở về từ di tích tại Kim Cương Phong, có nghĩa là chỉ cách nơi này không đến 200 dặm. Nhậm Sơn chủ gật đầu. Ngô Tuyệt liền từ di tích Kim Cương Phong, đi qua thông đạo đặc thù, tiến vào di tích phía nam, bên trong thông đạo không có không khí, nên Ngô Tuyệt cần phải mặc giáp thượng cổ có thiết bị cung cấp không khí. Gã dùng tốc độ nhanh nhất lao tới trước lõi năng lượng số 135, lõi năng lượng cỡ lớn này phụ trách 3 phòng thí nghiệm và một kho vũ khí, một khi phát nổ, hậu quả khó mà lường được. Mấy phòng thí nghiệm này bị phá hủy thì không sao, điều quan trọng là bầu trời bị xé toạc, nước biển sẽ tràn vào. Trước đây, khi khai thác bằng biện pháp bạo lực Bọn họ chỉ dám cho nổ những lõi năng lượng cỡ nhỏ, dù những kho vũ khí bí mật kia bị nổ hủy, thì Long Chi Hối và các loại vũ khí bên trong đều rất kiên cố, sẽ không bị phá hủy. Nhưng đồ vật bên trong phòng thí nghiệm thì không giữ được, toàn bộ sẽ bị nghiền nát. Nhanh, 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 Ngô Tuyệt lao tới trước lõi năng lượng số 135 khổng lồ, quả nhiên nghe được tiếng tích tắc tích tắc đến ngược tự hủy, căn cứ theo tần suất này có thể tính toán ra, khoảng cách tự hủy còn khoảng 10 tiếng đồng hồ. Ngô Tuyệt lớn tiếng ra lệnh, nhanh, hạ lệnh cho đại học sĩ, lập tức giải trừ trình tự tự hủy của lõi năng lượng này. Nhưng sau khi mấy chục đại học sĩ danh tiếng súng lại, nghĩ hết mọi biện pháp để tìm ra mật mã, nhưng kết quả vẫn là uổng công vô ích. Vài tiếng đồng hồ sau, Ngô Tuyệt lại một lần nữa trở lại trước mặt nhậm sơn chủ và doanh nghiễm. Ngô Tuyệt trung rẩy nói, Tông chủ, doanh bệ hạ, lõi năng lượng số 135 đúng là đang trong trạng thái đếm ngược tự hủy, chỉ còn chưa đến 8 tiếng đồng hồ nữa sẽ phát nổ, thuộc hạ đã cho đội ngũ đại học sĩ cố gắng tìm cách giải trừ, nỗ lực ngăn chặn vụ nổ, nhưng không có hy vọng. Nhậm sơn chủ và doanh nghiệm đau đớn nhắm mắt lại. Kính tử cười lạnh nói, bây giờ thì tin ta chưa? Toàn bộ di tích của các ngươi, còn có 25 lõi năng lượng đã kích hoạt trình tự đếm ngược tự hủy, cứ cách 24 tiếng đồng hồ sẽ phát nổ một lần, dựa vào đội ngũ đại học sĩ của các ngươi, mà muốn giải mã sao? Hoàn toàn không thể nào. Muốn giữ lại di tích, các ngươi chỉ có một biện pháp, đó chính là ta cho các ngươi mật mã. Nhậm sơn chủ và doanh nghiệm lại co quắp một trận, bọn họ lại một lần nữa mất đi quyền chủ động. Kính tử nói, sau này, cứ cách 24 tiếng đồng hồ, ta sẽ phái người đưa mật mã giải trừ tự hủy của lõi năng lượng điều kiện đương nhiên chỉ có một, quân đội của các ngươi không được truy kích, phải để cho mấy vạn người sa căn bình an vô sự trở về thành nộ triều. Một khi ta phát hiện quân đội của các ngươi không thành thật, một khi sa căn và mấy vạn người kia có một ai thương vong, vậy thì xin lỗi, mời các ngươi tiếp tục nhận lấy vận rủi di tích bị hủy diệt. Nói xong, hắn ném xuống một quả cầu. Kính tử nói tiếp, bên trong là mật mã giải trừ tự hủy của lõi năng lượng số 135. A không tiễn, tạm biệt, ngô tuyệt tiến lên nhận lấy quả cầu, đồng thời tiến hành kiểm tra cẩn thận, sau đó giao cho nhậm sơn chủ. Nhậm sơn chủ mở quả cầu ra, bên trong là một tờ giấy, trên đó viết một dãy mật mã, tổng cộng ba mươi mấy chữ số, hoàn toàn không có cách nào giải được. Nhậm sơn chủ ra lệnh, dùng mật mã này đi giải trừ tự hủy, xem có hiệu quả không. Tuân lệnh. Ngô tuyệt đáp, sau đó một lần nữa tiến vào di tích kim cương phong, Đi qua thông đạo đặc thù, trở lại lõi năng lượng số 135. Nhập mật mã trên giấy vào, quả nhiên đã ngăn chặn thành công trình tự tự hủy của lõi năng lượng này. Vài tiếng đồng hồ sau, Ngô Tuyệt lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Nhậm Sơn chủ. "Tông chủ, mật mã đúng là thật. Chúng ta phát hiện, lõi năng lượng số 153 đã kích hoạt trình tự tự hủy, thời gian đếm ngược là 24 tiếng đồng hồ, đội ngũ đại học sĩ của chúng ta đã nỗ lực bắt đầu giải mã." nhưng e là nhậm sơn chủ thở ra một hơi thật dài. Lúc này, thẩm lãng và người của hắn đã biến mất không còn một dấu vết. Nhậm sơn chủ nói, đại quân rút lui, trở về căn cứ, đừng truy kích sa căn, đợi thẩm lãng đưa mật mã tới. Theo một tiếng lệnh của nhậm sơn chủ, mười mấy vạn quân triệt để rút lui, hơn một ngàn tuyết điêu quân cũng toàn diện rút lui, không còn truy kích mấy vạn người sa trăng nữa. Cứ như vậy, 25 ngày trôi qua, mấy vạn người sa Trăng thành công lên thuyền chiến, quay về thành nộ triều. Đến đây, kế hoạch giải cứu căn quân của thẩm lãng đại hoạch toàn thắng. Ván cờ này giữa thẩm lãng với nhậm sơn chủ và doanh nghiệm, thẩm lãng đã đại hoạch toàn thắng. Trong vòng 25 ngày qua, mỗi ngày thẩm lãng đều sẽ phái người đưa mật mã giải trừ tự hủy tới. Đến ngày cuối cùng, tất cả lõi năng lượng đều đã dừng tự hủy. Nhưng để phòng ngừa bất trắc, nhậm sơn chủ vẫn hạ lệnh cho mấy ngàn đại học sĩ, mấy ngàn tinh binh đặc chủng, vô số địa ngục quân tạm thời rời khỏi di tích thượng cổ còn bản thân ông thì dẫn theo một số ít binh tinh đặc chủng tiếp tục canh giữ phòng điều khiển lõi năng lượng ông vẫn luôn tin chắc rằng thẩm lãng nhất định đang ở trong này chỉ cần canh giữ nơi đây thẩm lãng tuyệt đối không thể chạy thoát ngay lúc này ầm ầm cánh cửa lớn luôn đóng chặt bỗng nhiên mở ra mấy tên tinh binh đặc chủng xông vào bên trong trống rỗng không một bóng người nhậm sơn chủ bước vào lâm nham tướng quân nói tông chủ thẩm lãng không có ở trong này nơi này không có ai cả không thể nào tuyệt đối không thể nào thẩm lãng chắc chắn đang ở bên trong thao túng tất cả sao có thể không có ở đây chứ kẻ bên ngoài kia chắc chắn là thế thân của thẩm lãng ngay lúc này tích 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 tích, tích đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc đây là tiếng cảnh báo đếm ngược tự hủy của lõi năng lượng Ngô Tuyệt Kinh Hải nói, Tông Chủ, không xong rồi, đây là bẫy của Thẩm Lãng, hắn đoán được chúng ta nhất định sẽ tiến vào đây, nên muốn nhân cơ hội này cho nổ chết chúng ta. Chạy mau, chạy mau, chạy mau, thực ra không đợi Ngô Tuyệt mở miệng, Nhậm Sơn Chủ đã lùi về phía sau nhanh như tia chớp. Người thứ hai là Ngô Tuyệt, mười mấy tên tinh binh đặc chủng còn lại, cũng đều phát huy năng lượng của bộ giáp thượng cổ đến cực hạn, điên cuồng chạy như bay về phía sau tích tiếng cảnh báo đếm ngược tự hủy ngày càng dồn dập sau đó ầm 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 vụ nổ đáng sợ xảy ra một lõi năng lượng cỡ lớn phát nổ sang bằng phòng điều khiển lõi năng lượng này thành bình địa ngay sau đó bầu trời của di tích đột nhiên bị xé toạc một lỗ hổng lớn vô số nước biển cuộn trào mãnh liệt cù vào nhậm sơn chủ ở đằng xa hai mắt muốn nứt ra hét lớn chặn chỗ này lại mau chặn chỗ này lại cho ta không kịp nữa rồi phần di còn lại sẽ bị nước biển nhấn chìm. Trong lòng ông như gào thét, hận không thể phun máu. Ván cờ này, ông đã thua một cách thảm hại. Không những để cho mấy vạn người sa căng bình an vô sự trở về thành nộ triều, mà di tích của ông còn phải chịu một đòn chí mạng. Cả người ông run rẩy, đầu óc choáng váng. Sau đó, ông quay xa nhìn doanh nghiễm, nói, truyền lệnh cho doanh vô minh, tấn công Việt Kinh, tru di cử tộc vương tộc họ Ninh. Báo thù báo thù phải báo thù nhất định phải báo thù phải dùng máu tanh để báo thù sau khi vụ nổ của phòng điều khiển lõi năng lượng kết thúc bầu trời nơi đây đã bị phá hủy hoàn toàn khu vực này đã bị nước biển nhấn chìm mặt đất bên trên phòng điều khiển lõi năng lượng xuất hiện một khe nứt bốn bóng người chui ra bốn người thẩm lãng cừu yêu nhi lan đà vũ liệt trong đó hai người mặc giáp thượng cổ hai người còn lại mặc áo giáp của địa ngục quân vừa rồi lúc xảy ra vụ nổ bọn họ đã trốn trong mật thất dưới lòng đất nên mới thoát nạn thẩm lãng ra lệnh bầu trời nơi này đã bị nổ tung thông thẳng ra biển vũ liệt lan đà hai người các ngươi lập tức lao ra đáy biển trở lại mặt biển sau đó tìm một chỗ nào đó để lên bờ rồi quay về thành nộ triều ta và yêu nhi còn việc quan trọng phải làm tuân lệnh hai người vũ liệt và lan đà men theo dòng nước biển đi lên còn cừu yêu nhi thì mang theo thẩm lãng nhanh chóng đi về phía tây. Nắm bắt thời gian hỗn loạn quý giá này, đi qua vị trí của vòng xoáy năng lượng lúc trước, xuyên qua thông đạo đặc biệt, xuyên qua di tích Kim Cương Phong, tiến vào di tích Quảng Trường, hắn muốn đi lấy thanh kiếm kia. Chính là thanh kiếm mà lần trước hắn muốn lấy nhưng không lấy được. Trên người hắn đã có chiếc nhẫn, có trang bị Long Hạch Tâm. Theo suy đoán của hắn, bộ trang bị này có 3 món, chiếc nhẫn để bảo vệ thân thể, trang bị Long Hạch Tâm là lõi năng lượng động lực còn dùng để phòng ngự, có thể ngăn chặn tất cả vũ khí thượng cổ, như vậy còn thiếu một trang bị tấn công, một vũ khí tấn công chủ chốt. Một khi ba món trang bị đã đầy đủ, thẩm lãng có thể đường đường chính chính đánh bại doanh vô minh. Thẩm lãng gọi vũ khí tấn công này là Long Chi Kiếm. Thẩm lãng suy đoán thanh kiếm trong quan tài là Long Chi Kiếm, là chìa khóa để hắn đánh bại doanh vô minh. Cựu yêu nhi mang theo thẩm lãng đi qua thông đạo đặc biệt, dài vài trăm dặm. Lúc này năng lượng của di tích Kim Cương Phong đã cạn kiệt được một tháng, không khí bên trong đã sớm không còn, hoàn toàn không thích hợp cho bất kỳ ai sinh tồn. Cựu yêu nhi mang theo vài bình dưỡng khí, mang theo thẩm lãng chạy như bay. Có một đoạn thông đạo đã bị phá hủy nghiêm trọng, không những không có không khí, mà nhiệt độ còn cao đến kinh người, nhưng đối với cựu yêu nhi đang mặc giáp thượng cổ mà nói, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Đến cuối lối đi, vòng xoáy năng lượng thứ hai cũng không còn nữa chính là vòng xoáy năng lượng ở giữa kim cương phong và quảng trường thượng cổ bởi vì năng lượng cạn kiệt nên đã biến mất thẩm lãng và cừu yêu nhi vượt qua ranh giới tiến thẳng vào di tích quảng trường lần thứ hai đặt chân đến quảng trường thẩm lãng vẫn bị chấn động bởi khung cảnh trước mắt một quảng trường rộng lớn với mười mấy vạn nhân loại hóa thạch thật sự khiến người ta phải kinh ngạc năng lượng nơi đây cũng sắp cạn kiệt bởi vì ánh sáng rất mờ ảo toàn bộ quảng trường vẫn quỷ dị và yên tĩnh, mười mấy vạn bức tượng vẫn đứng lặng lẽ quỳ xuống. Cừu yêu nhi nhìn thấy những bức tượng này, không khỏi ngẩn người, kỳ quan tráng lệ như vậy, thật sự khiến người ta phải chấn động. Thẩm lãng nói, nhanh lên, chúng ta phải hành động nhanh. Đưa ta đến cung điện ở giữa kia. Cừu yêu nhi mang theo thẩm lãng, nhanh chóng nhảy vào cung điện ở giữa quảng trường. Bên trong có một quan tài bằng đá, long chi kiếm rất có thể ở trong đó, ba món trang bị sắp sửa tập hợp đầy đủ. Thẩm lãng đặt tay lên chỗ lõm hình dấu bàn tay, áp chiếc nhân lên đó. ầm ầm ngay lập tức, quan tài bằng đá mở ra. Vù, trang bị long hạch tâm ở trước ngực thẩm lãng đột nhiên rung lên. Thi thể của vị vua vẫn nằm lặng lẽ ở đó, trong tay nắm chặt một thanh bảo kiếm lộng lẫy quý giá. Đây chính là long chi kiếm sao, đây chính là vũ khí quan trọng nhất, là chìa khóa để thẩm lãng đánh bại doanh vô minh sao là món đồ quan trọng nhất trong bộ trang bị của vị vua này sao thẩm lãng đưa tay nắm lấy thanh kiếm lần trước hắn đã dùng hết sức lực mà vẫn không nhấc nổi nhưng lần này lại dễ dàng nhấc lên thanh kiếm này vốn là một thanh kiếm vàng bình thường nhưng lúc này sau khi bị thẩm lãng nắm trong tay nó lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi vô song phát ra từng tiếng gầm rú giống như tiếng rồng gầm ngay lúc này từ xa đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay thẩm lãng các hạ, lâu rồi không gặp, các hạ vẫn khỏe chứ, giọng nói này đã rất lâu rồi không nghe, khoảng chừng hơn 4 năm. Người này cũng có thể coi là khắc cốt ghi tâm, nàng tuy không tiếp xúc nhiều với thẩm lãng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, lại tự tay cầm đao đâm hắn, mức độ thù hận so với ninh hàng tuyệt đối không phân cao thấp. Nữ nhân này chính là cơ tuyền, nàng đại diện cho đại viêm, giao thiệp với sáu thế lực siêu thoát. Bốn năm trước, thẩm lãng đã dùng mình làm nguồn lây nhiễm, Khiến cho nàng và Ninh Hàn đều mắc bệnh dịch hắc tử, tuy cuối cùng được tiêm penicillin cứu sống, nhưng nàng và Ninh Hàn đều bị nhiễm nhiều loại virus, sau đó nàng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Năm đó, Khương Ly Ngạo Nghệ nói, muốn cưới hết công chúa trong thiên hạ cho hắn, dựa theo truyền thống trước đây, cơ gia và Khương gia đời đời kết thông gia, nên Cơ Tuyền cũng có thể coi là thê tử của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng rưng rưng nước mắt, nói, Cơ Tuyền, đã lâu không gặp, cũng 4 năm rồi có phải rất nhớ ta không, cơ tuyền, mấy năm nay nàng sống tốt không, cơ tuyền đáp, nhờ phúc của ngươi, ta sống rất tốt. Theo sau tiếng nói của cơ tuyền, từng bóng người lần lượt xuất hiện. Năm người, mười người, hai mươi, ba mươi, thẩm lãng cũng không đếm xuể, bởi vì số lượng quá nhiều, tất cả đều mặc giáp thượng cổ, là tinh binh đặc chủng, toàn bộ đều là cường giả cấp bậc tông sư trở lên. Toàn bộ quảng trường có mười mấy vạn người hóa thạch, Mấy trăm người ẩn nấp được cũng bình thường. Hơn trăm cường giả cấp bậc tông sư, bao vây Thẩm Lãng và Cừu Yêu Nhi. Đây chính là lên trời không đường, xuống đất không cửa sao, nhưng Thẩm Lãng lại như không có cảm giác gì, vẫn nhiệt tình nói, "Tuyền Nhi, mấy năm nay nàng đi đâu vậy?" Nghe nói nàng đến Bạch Ngọc Kinh. "Có thật không, Cơ Tuyền Đáp, thật?" Thẩm Lãng nói, "Nàng có gặp ngoại công của ta không? Người vẫn khỏe không? Ta rất nhớ người." thân thể người có còn khỏe mạnh không? Mỗi ngày ăn được bao nhiêu cơm, ngươi còn muốn mặt mũi nữa không? Mẫu thân của ngươi có phải công chúa Bạch Ngọc Kinh hay không, còn chưa biết được, cho dù là phải, người ta cũng không muốn thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi không thấy Bạch Ngọc Kinh, luôn luôn phân rõ giới hạn với ngươi sao, cơ tuyền cuối cùng không để ý tới hắn nữa, chậm rãi đi tới, ở Bạch Ngọc Kinh 4 năm, nàng dĩ nhiên cũng đã thay đổi, mang dáng vẻ của người Bạch Ngọc Kinh toàn thân trắng như tuyết, ngay cả tóc cũng là màu xanh thẳm. Bốn năm không gặp, nàng lại càng thêm xinh đẹp, phản phất như đang cạnh tranh với Ninh Hàn, người tranh ta đoạt, cố gắng leo lên đỉnh cao nhất của kim tự tháp nhan sắc. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, phản phất như trải qua biến hóa rất lớn, khi nàng nhìn người khác, ánh mắt kia giống như có hình dạng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Cộng thêm khí chất của nàng, giống như được bậc đại sư họa bút điểm suyết, càng tăng thêm vẻ đẹp thần bí giao ra đây đi. Cơ tuyền nói, chuyện giữa ngươi và phù đồ sơn ta không quản, chuyện của ngươi và doanh nghiệm ta cũng không quản, nhưng thanh kiếm trong quan tài bằng đá này, ngươi phải giao ra đây. Thẩm lãng nhìn thanh kiếm trong tay, ánh sáng của nó đã dần dần mờ đi, giống như một thanh bảo kiếm bằng vàng bình thường, xem ra nó vô cùng trân quý, nếu không cơ tuyền sẽ không ngàn dặm xa xôi đến đây vì nó. Thẩm lãng nói, tuyền nhi, nó chỉ là một thanh bảo kiếm bằng vàng bình thường thôi, chỉ nặng mấy trăm cân nàng là công chúa cao quý của đại viêm, chẳng lẽ lại thiếu chút tiền ấy sao? Cơ tuyền nói, giao ra đây, ta không muốn nói lần thứ ba. Dứt lời, cơ tuyền rút kiếm ra, trong nháy mắt, y phục trên người nàng từ màu trắng biến thành màu lam, đồng thời toàn thân nàng phản phất như phát sáng, đặc biệt là hai con ngươi, tỏa ra hào quang chói lọi như sao trời. Cơ tuyền thản nhiên nói, cựu yêu nhi không phải đối thủ của ta, ngươi đừng hy vọng vào nàng. Ở đây không chỉ có một mình cơ tuyền, nàng còn mang theo hơn trăm cường giả cấp bậc tông sư. Cơ tuyền nói, ta đếm đến ba, nếu ngươi không giao thanh bảo kiếm ra, chúng ta sẽ động thủ, đến lúc đó nếu ngươi bị thương, hoặc cừu yêu nhi bị giết, thì ngàn vạn lần đừng trách kiếm của ta không có mắt. Thẩm lãng nhìn thanh kiếm trong tay với vẻ không cam lòng, nó rất có thể chính là long chi kiếm, ngay cả vị vua thượng cổ kia, cũng mang theo nó chung cùng. Không có thứ này, thẩm lãng làm sao đánh bại doanh vô minh? Không đánh bại doanh vô minh, thì làm sao phá giải được cục diện bế tắc hiện nay? Một, thẩm lãng nói, tuyền nhi, thanh kiếm này thật sự không quý giá gì, chỉ là một thanh kiếm vàng bình thường thôi. Thật đấy, nàng biết ta là người chưa bao giờ nói dối mà, trên đời này không tìm được ai thành thật hơn ta đâu. Không ai để ý đến lời hắn nói, ngươi còn suốt ngày nói với Kim Mộc Lan, rằng ngươi là nam nhân trong sạch nhất thiên hạ, kết quả bị Mộc Lan bắt tại trận tận 4 năm lần. Hai, thẩm lãng lại nói, tuyền nhi, chúng ta là một giao dịch được không? một giao dịch kinh thiên động địa vừa nói thẩm lãng vừa cảm thán trong lòng quả nhiên là bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình đằng sau không ngờ cơ tuyền lại ở chỗ này mai phục hắn điều này có nghĩa là gì có nghĩa là vở kịch của hắn ở phù đồ sơn đã bị viêm kinh nhìn thấu không chỉ như vậy điều này còn đại diện cho việc đại viêm đã sớm phát hiện ra di tích quảng trường này cũng phát hiện ra quan tài bằng đá này chỉ là bọn họ không mở ra được mà thôi còn có một tin tức khác ở phía tây của di tích quảng trường xuyên qua một thông đạo dài sẽ đến một vực sâu nơi đó có vô số hang động thẩm lãng phát hiện những hang động này đều có dấu vết di chuyển quy mô lớn lúc đó hắn vô cùng kinh ngạc còn ai đã từng đến vực sâu còn mang theo vô số cự thú siêu thanh hiện tại đáp án dường như đã được hé lộ những người đến đây là đại viêm hay là bạch ngọc kinh thì hắn không biết bọn họ đã lấy đi bao nhiêu cự thú siêu thanh tại sao chỉ còn đại siêu ở lại đó bọn họ đi vào từ lối vào của vực sâu nơi đó không phải là vòng xoáy năng lượng mà là một cánh cửa lớn tại sao bọn họ lại có quyền hạn mở cánh cửa đó ba cơ tuyền đếm ngược kết thúc nếu thẩm lãng không giao long chi kiếm ra nàng sẽ cưỡng ép cướp thậm chí giết người thẩm lãng đột nhiên nói nhậm sơn chủ đừng có đứng xem kịch nữa cũng đừng mơ tưởng đến chuyện ngư ông đắc lợi nơi này cách di tích của ngươi không xa, chẳng lẽ ngươi muốn để cho người khác ngủ ngon trên giường của mình sao? Cơ tuyền mang theo hơn trăm tên cao thủ cấp bậc tông sư, xâm nhập vào lãnh địa của ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ mặc kệ như vậy sao, toàn bộ quảng trường im lặng như tờ. Thẩm lãng nói, nhậm sơn chủ, chẳng lẽ ngươi muốn để cho người của viêm kinh cưỡi lên đầu lên cổ ngươi sao? Ta là người ngoài còn nhìn không nổi, huống chi là ngươi. Mẹ kiếp, mới nửa canh giờ trước, Ngươi còn đánh nhau sống chết với Nhậm Sơn chủ, bây giờ lại ở đây liều mạng châm ngòi ly gián. Sau một giây, mười mấy giây, rồi mấy trăm bóng người lần lượt xuất hiện ở di tích quảng trường. Quả nhiên là Nhậm Sơn chủ, ông mang theo mấy trăm tinh binh đặc chủng đi tới, đây là lần đầu tiên ông đến đây, trước đây cách hai cái vòng xoáy năng lượng, căn bản không vào được. Thẩm Lãng nói, Nhậm Sơn chủ quả nhiên lợi hại, muốn chạy trốn khỏi tay ngươi quả thật khó như lên trời nhậm sơn chủ nói thẩm lãng các hạ không cần khách khí ta cũng suýt chút nữa đã để ngươi chạy thoát ngươi hủy diệt một mảng lớn di tích của ta ngươi rất hả hê đúng không thẩm lãng bi thương nói không ta không vui vẻ chút nào đâu thật đấy đó là lịch sử chung của toàn nhân loại đại diện cho nền văn minh thượng cổ của toàn nhân loại ngươi nhất định phải tin tưởng ta lúc cho nổ lòng ta đau như cắt tuy lập trường của chúng ta khác nhau nhưng tấm lòng muốn bảo vệ di tích là giống nhau toàn trường lại một lần nữa im lặng như tờ nói chuyện với một người vô liêm sĩ như thẩm lãng rất dễ dàng khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cục người này thật sự quá vô liêm sĩ mới hơn một tháng trước ngươi đã hủy diệt bao nhiêu di tích thượng cổ bây giờ còn ở đó ra vẻ bảo vệ nền văn minh thượng cổ bảo vệ di tích thượng cổ ta khinh thẩm lãng nói nhậm sơn chủ chúng ta đều thuộc thế lực phía nam đại viêm thuộc thế lực phía bắc bây giờ cơ tuyền lại đến phía nam tác quái tác quái ngươi nhịn được ta nhịn không được hay là chúng ta liên thủ giết nàng nhậm sơn chủ yên lặng nhìn thẩm lãng không nói một lời sao hả kiến nghị tốt như vậy mà ngươi cũng không hưởng ứng sao thẩm lãng lập tức quay sang cơ tuyền nói tuyền nhi nàng là vị hôn thê của ta tên nhậm sơn chủ này có thù oán sâu nặng với ta tên tiểu nhân này hèn hạ vô sĩ cô cô của tỷ cũng chính là trưởng công chúa đại viêm nàng biết không sau khi gả cho tên súc sinh này, đã bị tên này biến thành cái xác không hồn, thân phận cao quý như vậy, dung mạo xinh đẹp như vậy, tên này lại nhẫn tâm hủy hoại thần trí của cô cô nàng. Chuyện tàn nhẫn, mất hết nhân tính như vậy, nàng nhịn được, còn ta nhịn không được, bà ta không chỉ là cô cô của nàng, mà còn là cô cô của ta, hay là chúng ta liên thủ giết tên súc sinh này đi, mọi người lại một lần nữa nhìn thẩm lãng. Ngươi coi mọi người ở đây không tồn tại sao? Ngươi học cái trò thay đổi sắc mặt nhanh như vậy từ đâu? Cơ Tuyền làm như không nghe thấy, kiến nghị tốt như vậy, ngươi cũng không hưởng ứng sao? Thẩm Lãng lại nhìn hơn trăm cường giả tông sư mà Cơ Tuyền mang theo, tất cả đều mặc áo bào trắng như tuyết. Thẩm Lãng nói, các vị là cao thủ của Bạch Ngọc Kinh sao? Ta là ngoại tôn của kinh chủ Bạch Ngọc Kinh, chúng ta đều là người một nhà. Mọi người ngàn vạn lần đừng vì Cơ Tuyền ở Bạch Ngọc Kinh 4 năm mà giúp nàng làm việc, không chuyện ác nào mà đại viêm không làm mọi người ngàn vạn lần đừng tiếp tay cho giặc ngoại công của ta khỏe không ta rất nhớ người thân thể người có còn cường tráng không mỗi ngày ăn cơm có ngon miệng không mỗi lần nhớ đến người ta đều trằn trọc không ngủ được cuối cùng một cao thủ dưới trướng cơ tuyền nhịn không được lên tiếng chúng ta là người của đại viêm hả không phải bạch ngọc kinh sao vậy thì ngại quá sau đó mấy trăm người của hai bên cứ như vậy yên lặng nhìn thẩm lãng diễn kịch ngươi còn muốn dở trò gì nữa diễn đi chúng ta xem ngươi còn diễn được trò gì nữa thẩm lãng nhìn cừu yêu nhi nói yêu nhi chúng ta nên làm gì bây giờ cừu yêu nhi nói không biết thẩm lãng nhìn cơ tuyền nói tuyền nhi nếu ta giao long chi kiếm cho nàng nàng sẽ thả ta đi không cơ tuyền đáp không thể thẩm lãng nói tại sao đại viên các ngươi hẳn là nên bảo vệ ta để cho ta và doanh nghiệm, phù đồ sơn đánh nhau đến chết, lưỡng bại câu thương, như vậy các ngươi mới có thể ngồi mát ăn bát vàng chứ?" Cơ Tuyền nói, "Không có tại sao?" Nếu ngay cả tình cảnh trước mắt mà ngươi cũng không thoát được, vậy ngươi còn tư cách gì mà đấu với doanh nghiệm? Phù Đồ Sơn đến lưỡng bại câu thương, thẩm lãng giơ cao thanh bảo kiếm trong tay, nói, "Các ngươi tránh ra, ta muốn hủy nó, ta thật sự muốn hủy nó." Cảnh tượng này có vẻ hơi quen mắt lúc trước kính tử cũng nói là muốn hủy diệt trứng rồng cơ tuyền nói ngươi hủy đi hủy xong rồi thì đưa cho ta thẩm lãng giơ thanh bảo kiếm bằng vàng trong tay lên điên cuồng đập vào quan tài bằng đá kết quả thanh kiếm này không hề bị tổn hại gì vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu thẩm lãng đưa cho cừu yêu nhi nói nàng bẻ gãy nó đi cừu yêu nhi nhận lấy thanh kiếm thẩm lãng hét lớn ném cho nhậm sơn chủ cựu yêu nhi cầm lấy thanh kiếm vàng trong tay, đột nhiên ném mạnh ra, dùng hết toàn lực. Vèo, trong nháy mắt, thanh kiếm vàng xẹt qua một đường màu vàng trên không trung, với tốc độ 2, 300 mét mỗi giây, bay về phía nhậm sơn chủ của phù đồ sơn. Vèo, 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 cơ tuyền đứng cách đó quá xa, mấy chục tên cao thủ dưới trướng của nàng, đồng loạt nhảy lên, muốn chặn thanh kiếm lại trên không trung. Nhưng đã không kịp nữa rồi võ công của cừu yêu nhi rất cao nàng ném bằng lực đạo quá lớn tốc độ bay của thanh kiếm quá nhanh độ cao còn tất lớn vượt qua khoảng cách bật nhảy của giày thượng cổ nhậm sơn chủ kinh ngạc ông muốn bắt thẩm lãng chứ không phải thanh kiếm này dù nó là long chi kiếm nhưng cơ tuyền lại mang theo hơn trăm người đến lấy thanh kiếm này có thể thấy được nó vô cùng trân quý là chí bảo vô thượng sao có thể bỏ qua ngay lập tức ông và mấy chục tên cao thủ dưới trướng đồng loạt nhảy lên không trung để đón lấy thanh kiếm đồng thời cơ tuyền và hơn trăm tên cao thủ cũng nhanh như tia chớp lao về phía nhậm sơn chủ nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này thẩm lãng và cừu yêu nhi lao vào trong quan tài bằng đá ầm um, ầm um, sau một giây nắp quan tài bằng đá lập tức đóng lại bên trong quan tài bằng đá rất rộng đủ chỗ cho thẩm lãng và cừu yêu nhi dù có thêm thi thể của vị vua thượng cổ kia cũng vẫn còn dư chỗ Cuối cùng Nhậm Sơn chủ cũng bắt được thanh kiếm. Hơn trăm người của Cơ Tuyền lập tức dừng lại, nàng đưa tay về phía Nhậm Sơn chủ, nói: "Đưa cho ta." Nàng không hề uy hiếp gì, nhưng không uy hiếp lại chính là uy hiếp lớn nhất, phải biết rằng Viêm Tinh vừa mới biểu diễn một màn tấn công chiến lược tầm siêu xa. Nhậm Sơn chủ trầm mặt một lát, nói: "Công chúa Cơ Tuyền, thanh bảo kiếm này tuy rất trân quý, nhưng ta muốn thẩm lãng, ngươi không thể ngăn cản ta." Công chúa Cơ Tuyền nói: chỉ cần ngươi đưa bảo kiếm cho ta nhậm sơn chủ nói thẩm lãng đã trốn vào trong quan tài ngươi mở không ra ta cũng mở không ra ông biết cơ tuyền nhất định sẽ mở không ra nếu không thì tại sao phải mai phục ở đây cơ tuyền nói không sai ta mở không ra nhưng thanh kiếm trong tay ngươi có thể mở ra nhậm sơn chủ nói trực tiếp chém sao cơ tuyền nói đúng trực tiếp chém nó quan tài này nhìn giống như đá nhưng không phải đá mà là vật liệu đặc biệt thời thượng cổ vô cùng kiên cố cơ tuyền đã dùng mọi cách cũng không thể mở ra ngay cả khi dùng biện pháp cưỡng chế cũng vô dụng nhậm sơn chủ do dự một hồi lâu cơ tuyền nói nhậm sơn chủ tham lam là cần thiết nhưng quan trọng là phải biết bản thân muốn gì nhậm sơn chủ nói vậy ngươi muốn gì viêm kinh muốn gì tại sao các ngươi không muốn giết thẩm lãng cơ tuyền nói chúng ta không giết thẩm lãng tự nhiên là có lý do của chúng ta nhậm sơn chủ nói không chỉ là muốn ngồi mắt ăn bát vàng đúng không cơ tuyền nói đương nhiên không chỉ có vậy còn có nguyên nhân quan trọng hơn còn có nguyên nhân gì cơ tuyền nhất định sẽ không nói nhậm sơn chủ nói vậy chúng ta làm một giao dịch được không cơ tuyền nói dùng thẩm lãng để đổi lấy thanh kiếm này đúng không được nhậm sơn chủ nói vậy mời các ngươi rời khỏi khu vực gần quan tài ta sẽ chém quan tài ra bắt thẩm lãng sau đó sẽ đưa bảo kiếm cho ngươi cơ tuyền nói được tất cả lui lại trăm bước theo mệnh lệnh của nàng hơn trăm tên cao thủ dưới trướng đồng loạt lùi về phía sau một trăm bước nhậm sơn chủ bước lên nhìn thanh kiếm trong tay trong nó rất bình thường chỉ là một thanh kiếm vàng hơi lộng lẫy một chút nhưng trong mắt bọn họ lộng lẫy là thứ vô dụng nhất nhậm sơn chủ nói chiến đao tên tinh binh đặt chủng bên cạnh lập tức đưa tới một thanh chiến đao có thiết bị đá ác mộng loại vũ khí này vô cùng cứng rắn lúc chém xuống sẽ tạo ra nhiệt độ cao hơn vạn độ chém sắc như chém bùn nhậm sơn chủ vung cao thanh chiến đao thượng cổ đột nhiên chém mạnh xuống ken một tiếng nổ vang lên giống như một tia chớp màu lam đánh lên bề mặt quan tài bằng đá thanh chiến đao thượng cổ trong tay ông lập tức vỡ vụn nhưng trên bề mặt quan tài bằng đá này, chỉ có một vết xước nhỏ, không hề hấn gì, quả nhiên rất lợi hại. Nhậm sơn chủ ném nửa thanh chiến đao đi, nắm chặt thanh kiếm vàng, đột nhiên chém xuống. Ken! Một tiếng nổ lớn vang lên. Nắp quan tài bằng đá vừa rồi còn cứng rắn vô cùng, lập tức bị chém thành hai khúc, không tốn chút sức lực nào. Thật không thể tin được, trên đời này lại có thanh bảo kiếm sắc bén như vậy mà nhìn bề ngoài thì giống như được làm bằng vàng bình thường may mà nhậm sơn chủ kịp thời thu tay lại nếu không chỉ sợ là vừa chém xuống toàn bộ quan tài bằng đá kể cả người bên trong đều bị chém thành hai đoạn ánh mắt nhậm sơn chủ dừng trên thanh kiếm vàng này thêm vài giây chẳng lẽ đây thật sự là chí bảo thượng cổ sao chẳng lẽ cứ như vậy mà giao cho cơ tuyền cơ tuyền đứng bên cạnh lạnh nhạt nói nhậm sơn chủ ngươi đã đồng ý rồi chắc là sẽ không đổi ý chứ Nhậm Sơn chủ nói Đương nhiên không Nói xong Ông nhìn vết nước trên nắp quan tài bằng đá Thẩm lãng Dù ngươi có giảo hoạt như quỷ Cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta Nhậm Sơn chủ ra lệnh Mở ra Ngay lập tức Hai tên tinh binh đặt chủng bước lên Đột nhiên dùng lực Trực tiếp nhất nắp quan tài bằng đá đã bị chém đứt ra Sau đó mấy trăm người lập tức bao vây quan tài bằng đá này Thẩm lãng là một tên phế vật Không đáng để lo lắng nhưng cừu yêu nhi lại là cao thủ tuyệt đỉnh nhất định phải đề phòng nàng đánh lén nhưng mà sau một giây tất cả mọi người đều nhìn quan tài trống rỗng kinh ngạc không thôi thẩm lãng đâu rõ ràng vừa rồi hắn và cừu yêu nhi đã vào trong quan tài sao bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu cả gặp quỷ sao ngay cả cơ tuyền cũng không khỏi kinh ngạc đến ngay người vừa rồi mọi người đều nhìn thấy rõ ràng thẩm lãng đã đi vào trong quan tài dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người đây là thuật biến người sống thành không khí sao điều quan trọng là không chỉ thẩm lãng và cừu yêu nhi biến mất mà ngay cả thi thể của vị vua thượng cổ kia cũng không thấy đâu bên dưới quan tài bằng đá này có mật đạo sao nhậm sơn chủ vung thanh bảo kiếm lên điên cuồng chém rất nhanh đã chém nát toàn bộ quan tài bằng đá không hề có mật đạo nào cả bên dưới quan tài chính là mặt đất cứng rắn vô cùng bình thường ông tiếp tục vung thanh kiếm trong tay liều mạng chém xuống chém sâu xuống lòng đất hơn 10 thước, nhưng vẫn không phát hiện ra lối vào của bất kỳ mật đạo nào. Hơn nữa, vật chất dưới lòng đất hơn 10 thước đã trở nên vô cùng kỳ lạ, nó không hề cứng rắn, nhưng dù là vũ khí nào chém xuống, nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vũ khí không bị gãy, mà trực tiếp bị bật ra ngoài. Truyền lệnh cho địa ngục quân, quân đoàn đặc chủng xuất phát từ di tích Kim Cương Phong, tìm kiếm từng tấc đất ngoài biển. Tuân lệnh, sau đó nhậm sơn chủ, Cơ Tuyền công chúa và mấy trăm người bắt đầu tìm kiếm. Tìm kiếm suốt nửa canh giờ nhưng không thu hoạch được gì, bên dưới quan tài chính là mặt đất cứng rắn, không có bất kỳ cơ quan nào, không có bất kỳ mật đạo nào, cũng không có bất kỳ lối vào nào. Vậy thì Thẩm Lãng đã đi đâu, gặp quỷ sao? Hắn bay lên trời hay là chui xuống đất? Cơ Tuyền nói, không cần tìm nữa. Thẩm Lãng đã chạy rồi, ta không cảm nhận được hơi thở của hắn. Chạy rồi. Lại chạy thoát rồi, mấy trăm người của phù đồ sơn suýt chút nữa phát điên. Tên thẩm lãng này thật sự có thể chạy trốn, ngay cả trước mặt mấy trăm người, mà hắn cũng có thể biến mất không một dấu vết. Điều này thậm chí còn khiến người ta có cảm giác, trừ khi thẩm lãng cố ý để cho người bắt, nếu không thì muốn bắt được hắn, hoàn toàn là điều không thể. Giống như quỷ vậy. Cơ tuyền nhìn nhậm son chủ, ánh mắt rơi lên thanh kiếm vàng trong tay ông. Cơ tuyền hỏi, nhậm sơn chủ thanh kiếm này ngươi có thể trả lại cho ta không nhậm sơn chủ nói ngươi đang nói nhảm cái gì vậy trước đó ông đã đồng ý ông bắt thẩm lãng cơ tuyền lấy bảo kiếm bây giờ thẩm lãng đã chạy thoát làm sao ông có thể giao bảo kiếm cho cơ tuyền chứ đây chính là chí bảo thượng cổ cơ tuyền nhìn nhậm sơn chủ hồi lâu chậm rãi nói cáo từ nàng không hề uy hiếp gì trực tiếp dẫn theo mấy trăm người rời đi sau đó nhậm sơn chủ dẫn theo mấy trăm người lục soát từng ngóc ngách Từng lối đi trong di tích quảng trường thượng cổ nhưng không thu hoạch được gì. Thẩm lãng thật sự giống như đã bốc hơi khỏi thế gian này. Nhậm sơn chủ ra lệnh, các ngươi tiếp tục ở lại đây canh giữ, không được rời đi nửa bước. Một khi thẩm lãng xuất hiện, lập tức ra tay bắt hắn. Tuân lệnh. Một trăm tên tinh binh đặt chủng đồng thanh đáp. Nhậm sơn chủ dẫn theo mấy trăm người còn lại rời đi, trở về di tích thượng cổ ở vùng biển phía nam, nơi đó đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc thẩm lãng có chạy đằng trời cũng phải quay về thành nộ triều. Sắp tới, đại quân của doanh vô minh sẽ tấn công Việt Kinh, tiêu diệt Việt Kinh và ninh gia, thẩm lãng là hoàng đế đại càng, chẳng lẽ hắn lại không xuất hiện? Trơ mắt nhìn việc quốc bị hủy diệt sao, tuyệt đối không thể nào, nếu hắn là người sắt đá như vậy, thì đã không mạo hiểm tính mạng để cứu sa căng. Mặc dù không bắt được thẩm lãng, nhưng lại có được một thanh kiếm vàng, long chi kiếm thời thượng cổ, cũng không tính là không thu hoạch được gì vậy thì thẩm lãng đã đi đâu thật sự đã bốc hơi khỏi thế gian này sao gần như là vậy sau khi đi vào trong quan tài bằng đá của vị vua thượng cổ thẩm lãng vốn định trực tiếp cho nổ tung lõi năng lượng thượng cổ ở đây dù không nổ chết mấy trăm tên địch nhân này thì ít nhất cũng có thể dọa cho bọn họ sợ hãi bỏ chạy bởi vì lõi năng lượng thượng cổ bên trong di tích quảng trường này là loại siêu lớn cung cấp năng lượng cho toàn bộ di tích còn thiết bị điều khiển lại nằm trong quan tài bằng đá này nhưng sau khi nằm vào trong thẩm lãng lại phát hiện, ngoài lựa chọn cho nổ tung lõi năng lượng, còn có một công tắc bằng đá ác mộng, trên đó viết ba chữ, âm dương lộ. Cái quái gì vậy? Nghe thôi đã thấy kỳ quái rồi, hắn gần như dựa vào bản năng, vỗ vào công tắc âm dương lộ bằng đá ác mộng. Vù, sau đó, toàn thân hắn như rơi xuống vực sâu vạn trượng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ban đầu là rơi xuống, sau đó bắt đầu xuyên qua với tốc độ cực nhanh, lao về một hướng không xác định thẩm lãng mang theo chiếc nhẫn có thể chịu được tốc độ cao nhưng tốc độ này thật sự quá nhanh lần này thật sự là xuyên qua không gian có cảm giác âm dương lộ loại cảm giác này quá mức kỳ dị và thần bí mà lần này hắn cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu nhưng lại dường như chỉ trong nháy mắt để bảo vệ hắn chiếc nhẫn đã khiến cho hắn rơi vào hôn mê không biết qua bao lâu thẩm lãng tỉnh lại mở mắt ra mẹ kiếp đây là đâu vậy chúng ta đã đi xa đến mức nào rồi ta đã hôn mê bao lâu rồi mất một lúc lâu thẩm lãng mới khôi phục thị lực phát hiện mình đang nằm trong một hoàn cảnh xa lạ đây đây không phải là di tích quảng trường thượng cổ lúc này cừu yêu nhi đang ngồi tĩnh tọa bên cạnh thẩm lãng hỏi ta đã hôn mê bao lâu rồi cừu yêu nhi nói đã ba ngày chiếc nhẫn bảo vệ ngươi không bị tổn thương nhưng có một giới hạn lớn thẩm lãng nói bởi tinh thần lực của ta sao? Bởi vì tinh thần lực bị tiêu hao quá lớn, nên hắn đã trực tiếp rơi vào hôn mê. Ngay sau đó, thẩm lãng kinh ngạc phát hiện, hoàn cảnh xung quanh có chút quen thuộc. Vừa xa lạ vừa quen thuộc. Xa lạ là vì chưa đến đây, quen thuộc là vì năng lượng, khí tức và phong cách kiến trúc ở đây, đều rất quen thuộc. Đúng là di tích thượng cổ ở vạn xà quật, kinh đô của bộ tộc sa mang mà sa căn quân từng ở nó lại thông với mấy di tích thượng cổ dưới kim cương phong sao thẩm lãng nói sau khi xuyên qua từ đáy quan tài bằng đá nàng đã mang ta đi bao xa cừu yêu nhi nói hơn hai ngàn dặm không sai vậy thì nơi này chính là di tích vạn xà quật của sa căn sau khi sa căn đi xuống phía nam nơi đây bị thiên ngai hải các chiếm đóng sau khi thiên ngai hải cắt rời khỏi việt quốc nơi đây lại bị phù đồ sơn chiếm đóng chỉ là di tích này rất nhỏ có thể khai thác đều đã khai thác xong, gần như tất cả mọi thứ đều bị lấy đi rồi. Nhưng mà, nơi mà thẩm lãng đang ở lúc này, lại giống như chưa từng bị khai thác. Cựu yêu nhi nói, nơi này có một cái rương, chắc là Khương Ly để lại cho ngươi. Thẩm lãng kinh ngạc, sao có thể như vậy được, hắn bước tới nhìn, trên cái rương có viết, không phải truyền nhân của ta, không được mở ra, Khương Ly. Thẩm lãng kinh ngạc phát hiện, cái trương này trông rất giống cái trương của đại vi muốn hắn mở ra rất giống nhưng không hoàn toàn giống trước đây sa căng đã từng nói câu hỏi số nguyên tố ở cửa vào di tích này siêu cấp khó y không giải được nhưng khi y đến đây thì đáp án đã được viết ở đó rồi khương ly đã từng đến đây còn phân loại rất nhiều điển tịch thượng cổ quý giá còn giải thích rất nhiều quyển từ đó về sau sa căng liền tự coi mình là đệ tử của khương ly không ngờ nơi này lại còn có bảo trương của Khương Ly, còn nói rõ không phải truyền nhân, thì không được mở ra. Vậy thì thứ bên trong chắc chắn là vô cùng quý giá. Là cái gì vậy? Chẳng lẽ là trứng rồng thật sao? Hay là thứ gì đó còn kinh khủng hơn? Thẩm lãng cẩn thận quan sát cái trương này, hình dạng của nó hoàn toàn giống với cái mà Đại Viêm đã đưa cho hắn, trông giống như một hình lập phương, không có bất kỳ khe hở nào, thể tích khoảng một thước vuông, chỉ khác là màu sắc của hai cái rương không giống nhau mà cho đến tận bây giờ thẩm lãng vẫn không biết cái rương của đại viêm có tác dụng gì chỉ có một vấn đề tại sao khương ly lại đặt cái rương ở chỗ này chẳng lẽ ông ta biết được hậu nhân sẽ đến đây sao chuyện này hoàn toàn không thể nào dự đoán được hay là trong này có liên quan đến nhân quả như vậy làm sao để mở cái rương trước mắt này đây hoàn toàn không thấy chỗ nào để nhập mật mã cả Ánh mắt Thẩm Lãng rơi vào mấy chữ này, không phải truyền nhân của ta, không được mở ra, Khương Ly. Phía dưới chỗ mở cái rương có một chỗ lõm xuống, nếu phải nói là cơ quan duy nhất thì chắc hẳn là ở đây, Thẩm Lãng đặt ngón tay vào chỗ lõm này. Chẳng lẽ là mở khóa bằng vân tay sao? Không thể nào tiên tiến như vậy được. A. À. Đột nhiên, ngón tay của hắn truyền đến một cơn đau nhói, giống như bị cắn nhẹ một cái. Không phải giống, mà đúng là bị cắn là một sinh vật rất nhỏ và dài, hẳn là một loại rắn, rắn thời thượng cổ sao. Điều này cũng phù hợp với hoàn cảnh đặc biệt của nơi này, bởi vì di tích này được vạn xà cục bảo vệ, rắn ở đây nhiều vô số kể. Sau khi cắn thẩm lãng, hút một chút máu, bên trong rương liền truyền đến một tiếng động, giống như con rắn thượng cổ kia đang di chuyển bên trong rương, sau đó có cảm giác như cơ quan bên trong đang mở khóa. Cái khóa này cũng thật tiên tiến, khóa sinh vật sao, dùng rắn thượng cổ để kiểm tra huyết mạch, nếu huyết mạch phù hợp, nó sẽ đẩy từng chốt khóa ra để mở rương, nếu huyết mạch không phù hợp, vậy thì người bị cắn chắc chắn sẽ bị độc chết. Rất nhanh, cái rương đã mở ra một khe hở. Cừu yêu nhi nói, để ta. Nàng sợ bên trong có cơ quan gì đó sẽ làm thẩm lãng bị thương, nên bước lên trước để mở rương. Kết quả, bên trong trống không. Bảo vật đâu? Trứng rồng đâu? Sao lại không có gì cả vậy? Cái rương lớn một thước vuông mà bên trong lại không có gì sao? Điều này có hợp lý không? Nhưng thẩm lãng rất nhanh đã phát hiện, bên trong có một phong thư, trên phong thư là một khoảng trống, không hề viết con ta thân mến gì cả. Thẩm lãng mở phong thư ra, lấy thư bên trong ra, bên trong là nét chữ của Khương Ly. Hắn đã từng nhìn thấy thơ do chính tay Khương Ly viết, trong lăng mộ ngầm dưới lòng đất của Kinh Đô Quyên, hắn đã nhặt được một bản bút tích, vốn là Khương Ly để lại cho tỷ tỷ hè lên. Lúc đó, chữ viết của Khương Ly phóng khoáng, bay bổng mỗi chữ đều tràn đầy khí thế và kiếm khí giống như muốn bay ra khỏi tờ giấy mà nét chữ trên phong thư trước mắt này đã nội liễm hơn rất nhiều thậm chí còn mang theo một chút u buồn dù vẫn là chữ viết đó nhưng chữ trên này không còn muốn bay lên nữa mà là muốn chìm xuống mất một lúc lâu thẩm lãng mới thu hồi tâm tư mênh mông nhìn nội dung bên trong hài tử ta không biết con là nam hay là nữ thậm chí không biết con có tồn tại hay không nhưng nếu con nhìn thấy phong thư này vậy thì chứng minh ta đã thất bại đồng thời đã không còn trên thế gian này nữa đọc đoạn đầu tiên trái tim của thẩm lãng không khỏi thắt lại trong ấn tượng của mọi người khương ly là người khí phách ngút trời tràn đầy tự tin tuyệt đối vào chiến thắng nhưng từ phong thư này đủ thấy được ông dường như đã sớm lường trước được kết cục bi thảm của mình nếu con không kế thừa sự nghiệp của ta mà sống một cuộc sống bình thường bình an cho đến hết đời như vậy cũng tốt. Nhưng nếu con nhìn thấy phong thư này, vậy có nghĩa là con đã bước đi trên con đường của ta. Phụ thân rất muốn dạy cho con làm thế nào để đi đến thành công, làm thế nào để tránh khỏi thất bại. Nhưng càng nghĩ, lại càng không viết ra được nửa câu. Người bình thường làm ăn buôn bán nhỏ, thường thường thành công hay thất bại đều không biết tại sao, đoạn văn này của Khương Ly thật sự đã nói ra tâm tư của biết bao nhiêu người, trên đời này thường là như vậy việc nhỏ thành công thường cho là vận may, khi gió đến, con heo cũng sẽ bay lên trời, khi gió ngừng, con diều cũng phải rơi xuống. Mà chúng ta làm là đại nghiệp, là sự nghiệp lớn nhất trên thế giới này, nếu phụ thân thất bại, vậy chỉ có thể chứng minh một điều, thiên mệnh chưa đến, bố cục của phụ thân, đại khái phải mất mấy chục năm nữa, mới có thể nở hoa kết trái, nhưng kẻ địch của ta chưa chắc đã cho ta thời gian dài như vậy. Đọc đến câu này, thẩm lãng thật sự muốn phun một ngụm nước bọt, mấy chục năm trước hương ly đã bố trí biết bao nhiêu chiến lược kết quả tất cả đều rơi vào tay đại viêm rơi vào tay các thế lực siêu thoát khác những bố trí này chưa chắc đã rơi vào tay con nhưng phụ thân sẽ để lại cho con di sản lớn nhất khoản di sản này vượt qua tất cả những gì ta có thậm chí còn vượt qua cả đại càng thẩm lãng không khỏi kinh ngạc di sản lớn như vậy sao vậy thì rốt cuộc là thứ gì trên đời này còn có thứ gì quý giá hơn cả đại càng sao đương nhiên là có đối với thẩm lãng mà nói một quốc gia không có giá trị quá lớn mục đích của hắn là thiên hạ không thù là đánh bại đại viêm chỉ cần thứ gì có thể giúp hắn hoàn thành mục tiêu này thì đó chính là thứ quý giá nhất phụ thân có một cái bóng tên là quỷ ngọ quỷ ngọ gần như luôn ẩn nấp trong bóng tối bảo vệ ta từ khi ta vừa sinh ra gần như là hình với bóng quỷ ngọ thẩm lãng chưa từng nghe nói đến người này biết ẩn ít nhiều gì cũng được coi là người của Khương Ly, nhưng cho đến bây giờ, thẩm lãng vẫn chưa từng nghe nàng nhắc đến người tên quỷ ngọ. Tài sản quý giá nhất kia, quỷ ngọ đã mang đi, rời khỏi phương đông, đi về phía tây. Thứ này là chìa khóa để đánh bại đại viêm, đợi khi con trưởng thành, thứ này cũng đã trưởng thành, trở thành vũ khí cấp chiến lược. Cái đó cũng sẽ trưởng thành sao? Còn là vũ khí cấp chiến lược, vậy thì rốt cuộc là cái gì? Suy nghĩ đầu tiên của thẩm lãng chính là rồng, bởi vì trứng rồng đã để lại cho hắn chấp niệm quá lớn. Hệ tinh hỏa long rơi xuống, để lại hố sâu hẹp đó, còn có dấu vết của vảy nhỏ, thật sự rất giống trứng rồng. Thẩm lãng mạnh dạng tưởng tượng, nếu năm đó Khương Ly thật sự nhặt được trứng rồng, còn đã ấp nở thành công, vậy thì tâm trạng của ông ta lúc đó sẽ như thế nào? Thời gian không chờ người, dù là rồng, vừa nở ra cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu, ít nhất phải mất mấy chục năm mới trưởng thành nhưng kẻ địch chưa chắc đã cho khương ly thời gian dài như vậy đại chiến giữa ông và đại viêm sắp bùng nổ cho nên khương ly mới có cảm khái sâu nặng như vậy thiên mệnh chưa đến nhưng nếu tài sản quý giá nhất của khương ly thật sự là một con rồng vậy thì quá nghịch thiên cũng đúng là vũ khí chiến lược chân chính để đánh bại đại viêm quỷ ngọ đang ở thành hỏa viêm tại phương tây con có thể đến đó tìm lấy di sản của phụ thân nhớ kỹ trước khi lấy được di sản ngàn vạn lần đừng giao chiến với đại viêm nhớ kỹ, nhớ kỹ. Thành hỏa viêm, thẩm lãng đã ở phương Tây một thời gian dài, nhưng chưa từng nghe nói đến thành hỏa viêm. Cuối cùng, nếu phụ thân đã chết, tuyệt đối đừng truy cứu nguyên nhân cái chết, cũng đừng nghĩ đến chuyện báo thù, càng đừng đi tìm hay là giết kẻ thù đã giết phụ thân, nhớ kỹ, nhớ kỹ, đây là câu cuối cùng của bức thư, phụ thân thật mong chờ, đã tưởng tượng ra dáng vẻ của con trong đầu. Đây không chỉ là một bức thư, mà giống như là di thư của Khương Ly hơn, vốn dĩ ông không muốn bộc lộ bất kỳ tình cảm nào, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, thẩm lãng nhìn những lời cuối cùng này, ngẩn người hồi lâu. Sau khi xem xong bức thư này, thẩm lãng chỉ có một cảm giác. Bi quan, tuyệt vọng, nhưng lại ẩn chứa một tia hy vọng. Khương Ly dường như đã sớm cảm nhận được sự thất bại, thậm chí là cái chết của mình, hơn nữa ông hoàn toàn không xác định được con trai của mình có thể giáng thế hay không, có thể sống sót hay không. Trong di thư này, ông liều mạng kìm nén tất cả tình cảm không phải vì tính cách của ông vốn như thế mà do ông không muốn để lộ bất kỳ manh mối nào cho thẩm lãng tránh để thẩm lãng suy đoán ra bí mật nào đó ví dụ như bí mật về cái chết của ông còn có một điểm trong bức thư này ông không hề nói rõ thành hỏa viêm ở đâu cũng không nói phải làm thế nào để tìm được quỹ ngọ ngay cả di sản quý giá nhất là gì cũng không nói rõ ràng điều này chứng minh cái gì chứng minh ông không dám chắc bức thư này sẽ rơi vào tay thẩm lãng, nên không dám nói rõ ràng. Đủ thấy được tình cảnh của ông lúc đó đã bi quan đến mức nào, nhưng trong mắt người đời, Khương Ly là người bất bại, nếu không phải đột nhiên chết một cách bí ẩn, thì ông đã thắng, đã đánh bại đại viêm rồi. Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Khiến cho ông bi quan như vậy, thẩm lãng xem đi xem lại bức thư này nhiều lần, dơ lên dưới ánh sáng, xem có chữ ẩn nào không, có manh mối nào về nội dung ẩn giấu hay không, Kết quả là không có, đây đã là toàn bộ di thư. Thẩm Lãng chụp ảnh từng chữ một, chụp 360 độ, đồng thời ghi nhớ trong đầu. Khoảng mấy phút sau, bức thư này đột nhiên tự bốc cháy, không cách nào ngăn cản. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ di thư đã hóa thành tro tàn. Thẩm Lãng ngẩn người hồi lâu, không nói gì. Đột nhiên, Cừu Yêu Nhi nói, "Có phải Khương Ly đã đoán được ngươi sẽ đến đây không?" Thẩm Lãng lắc đầu có một số chuyện hắn không muốn đụng chạm, không muốn suy nghĩ sâu xa, bởi vì chân tướng giống như mảnh thú, vô cùng đáng sợ. Nhưng có một điều thẩm lãng rất muốn biết, bức di thư này rốt cuộc có mấy phần. Chỉ có một phần này, hay còn có rất nhiều phần khác, có phải Khương Ly đã đi đến nơi bí ẩn nhất của di tích thượng cổ, đặt một cái rương, bên trong để một bức di thư này, chỉ cần thẩm lãng đến bất kỳ chỗ nào, đều có thể nhìn thấy bức di thư này sao, phương Tây, thành hỏa viêm, quỷ ngọ. Rồng, trong đầu thẩm lãng hiện lên những chữ này nhưng dù thế nào hiện tại hắn không thể đi phương tây bây giờ ngay cả cha con doanh nghiệp và phù đồ sơn cũng chưa tiêu diệt được huống chi là đại viêm còn có một điểm rất quan trọng tại sao trong di thư của khương ly lại không hề nhắc đến bạch ngọc kinh điều này rõ ràng không bình thường bạch ngọc kinh là nơi vô cùng quan trọng đối với khương ly thẩm lãng nằm trên mặt đất ngẩn người nhìn trần nhà Tất cả mọi thứ ở đây đều được điêu khắc từ đá cổ xưa, là đủ loại rắn. Không nói đến vạn xà quật, ngay cả trong thần miếu của di tích thượng cổ kim cương phong, cũng thờ phụng một người đàn ông nửa người nửa rắn, thật sự quá kỳ quái. Cựu yêu nhi hỏi, Long chi kiếm kia đã rơi vào tay nhậm sơn chủ, bây giờ phải làm sao, thẩm lãng lắc đầu, nói, không phải, thanh kiếm kia không phải Long chi kiếm. Cựu yêu nhi nói, không phải. Nhưng nó rất thần kỳ, còn phù hợp với tất cả đặc điểm của long chi kiếm đúng là như vậy trang bị long hạch tâm nằm trên người tên phản bội hoàng tộc khương gia thời thượng cổ hơn nữa trên đó còn viết rõ ràng bốn chữ hoàng tộc khương gia nhưng trong thần miếu của di tích kim cương phong còn có trong quan tài bằng đá ở quảng trường thẩm lãng đã nhìn thấy rất rõ ràng trang phục trên người còn có ngôi miệng trên đầu của hai vị kia đều chứng minh bọn họ chỉ là vương chứ không phải hoàng đế điều này chứng minh cái gì bọn họ đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế sao vì tên phản bội kia mà thượng cổ khương gia đã đánh mất ngôi vị hoàng đế sao nhưng không thể nghi ngờ ba người này đều là thượng cổ khương gia tên phản đồ kia là người có niên đại trẻ nhất tiếp theo là vị vua thượng cổ trong quan tài cuối cùng là vị vua thượng cổ đang quỳ gối trong thần miếu thẩm lãng suy đoán ba người này là tổ tiên ba đời của nhau sao toàn bộ trang bị thượng cổ đều nằm trên người của cả ba trang bị long hạch tâm nằm trên người tên phản bội của khương gia chiếc nhẫn nằm trong tay vị vương cuối cùng của thượng cổ khương gia. Vậy thì Long Chi kiếm hẳn là nằm trên người vị vua trong quan tài bằng đá kia, mà lúc chung cất, hai tay của đối phương cũng đang nắm chặt thanh bảo kiếm kia. Cho nên, dù suy đoán từ phương diện nào, thì thanh bảo kiếm kia chắc chắn là Long Chi kiếm, nhưng Thẩm Lãng lại nói không phải. Thẩm Lãng nói, Long Chi kiếm chỉ là suy đoán của ta. Ta có thể cảm nhận được bộ trang bị này có ba món, nhất định còn có một vũ khí nữa, nhưng nó là kiếm, là đau hay là thứ gì khác thì hoàn toàn không biết chỉ có cầm trong tay mới xác định được thanh kiếm vàng kia tuyệt đối không phải ngay từ lúc đầu ta đã biết dù nó rất quý giá nhưng không phải long chi kiếm nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha